Xin chào tất cả quý vị đã đến với lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseo, Mission Imnita. Hôm nay tiếp tục theo cái phần 85 nha quý vị. Vì nghỉ Tết lâu quá cho nên là quay một lần để cho nó hết những cái thắc mắc của khán giả, những câu hỏi của khán giả và những ý kiến của khán giả mà lúc trong Tết Mission chưa kịp để chia sẻ và trả lời đến tất cả mọi người nha quý vị. Thì đầu tiên ngày hôm nay thì tôi muốn cảnh báo đến tất cả mọi người một cái câu chuyện như thế này, là lừa đảo mấy cô gái để mà xin việc làm nha quý vị. Thì tôi sẽ chia sẻ một cái đoạn video này để cho tất cả những người mà người thân có con cái hoặc là mấy bé mới vừa lớn xem vào đây để mà cảnh giác nha quý vị. Mình mong mọi người hãy chia sẻ cái video này để có thể cứu giúp được người khác. Nhiều khi một lần chia sẻ của bạn có thể cứu giúp được cho một ai đó. Khi mà hiện nay cái vấn đề dụ dỗ học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tìm việc làm thêm, thì các đối tượng này đã phỏng vấn và cho các bạn đậu, sau đó sẽ cho xe đến đón các bạn đi đến nơi làm việc. Tuy nhiên khi những chiếc xe này đến đón các bạn trẻ đi đến nơi làm việc với lời hứa hẹn đó là việc nhẹ, lương cao và công việc ổn định, thì khi các bạn lên xe đi được một đoạn thì tài xế xe sẽ chủ động mua nước suối cho các bạn này uống. Và khi các bạn uống cái chai nước suối đó vào, các bạn sẽ bị ngủ mê cho tới lúc các bạn thức dậy thì phát hiện mình đã ở bên biên giới Campuchia. Đây là một trong số những cái chiêu trò phải nói là đáng báo động trong xã hội hiện nay. Khi mà bắt người, bắt các bạn trẻ, dụ dỗ các bạn trẻ để bán sang biên giới, các bạn phải hết sức cẩn thận, đừng có đi xin việc làm theo cái kiểu tương tự như vậy. Chúng ta chỉ nên tìm việc làm ở những cái cửa hàng, những cái cửa hiệu mà chúng ta biết rõ cái vị trí và cái chủ. Tức là qua cái đoạn video clip này thì cảnh báo đến tất cả những cái cô bé mà xin việc làm nha quý vị. Nhất là việc nhẹ lương cao. Thật ra thì không có việc nào nhẹ lương cao hết quý vị. Và cái mức lương của mình nhận là nó vừa đủ theo cái khả năng lao động của mình, chứ không phải là việc nhẹ mà lương cao được quý vị. Cho nên là mọi người cảnh giác nha quý vị. Cái việc này tại vì có một vị khán giả gửi đến tôi, nhờ tôi là cảnh báo đến tất cả mọi người mà có con em mà đang trong cái tuổi mà xin việc làm mà mình chưa có kinh nghiệm mà lại muốn lương cao đó quý vị, thì nên cảnh giác về vấn đề này. Thật ra khi mà vừa tốt nghiệp đại học ra đó quý vị, một là mình có quen biết người nhà để gửi gắm để xin việc làm cho mình thì mình mới có được một cái chỗ làm. Nhưng vừa mới vô thì không thể nào lương cao được quý vị. Người ta nhận mình vô để cho mình học hỏi về kinh nghiệm. Mới vừa tốt nghiệp đại học ra thì chỉ học hỏi kinh nghiệm thôi quý vị, chứ không thể nào mà vừa ra cái là có lương cao được. Mình phải trau dồi cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình. Vì học ở trên giảng đường trường đại học á, nó khác. Và thực tế gia chạm cái công việc ở bên ngoài nó khác. Cho nên trước đây tôi có một cái con bé mà nó làm thư ký cho tôi đó quý vị. Nó vừa làm thư ký cho tôi và nó cũng vừa làm nhân sự luôn. Có 3 cái bằng đại học nha quý vị. Và hiện tại bây giờ là con bé thư ký của tôi đó quý vị, là đã học ra thạc sĩ lâu rồi quý vị. Mà cái lúc mà thời điểm mà làm cho tôi á, là năm 2019. Năm 2019 là bé đó là có 2 cái bằng đại học. Hiện tại bây giờ là có thêm bằng thạc sĩ nữa rồi. Nhưng mà lúc thời điểm đó thì không xin việc làm được. Có xin việc làm vô bất kỳ một cái công ty nào đó cũng bị người ta ăn hiếp. Kiểu như là ma cũ ăn hiếp ma mới đó quý vị. Dù làm văn phòng hay là làm công nhân gì cũng vậy. Cho nên là bé thư ký của tôi đó quý vị, nó không chịu nổi, nó nghỉ. Thì lúc thời điểm đó thì tôi là khách hàng của cái ngân hàng Sacombank đó quý vị. Thì cái em mà bên kế toán á, cái em mà bên thu chi mà chi tiền ra chi tiền vô đó quý vị, thì em đó là quen tôi, mới gửi gắm cho tôi là có nhỏ em nó vậy đó. Thì tôi mới nhận em đó vào làm thư ký cho tôi. Và tôi chỉ dẫn cho kinh nghiệm, tôi vừa nhận vô làm thư ký cho tôi mà tôi vừa chỉ cho kinh nghiệm làm đó quý vị. Đó, thì lúc mà mới vừa tốt nghiệp ra mà đã có 2 cái bằng đại học mà loại giỏi nha quý vị. Loại giỏi chứ không phải là cái loại bình thường đâu. Tại vì bé đó rất là thông minh. Chỉ một cái là cái ngoại hình nó không được chấp dáng đẹp nhưng mà rất là dễ thương. Đó, mà mới vừa ra thì dĩ nhiên không có kinh nghiệm, dễ bị người ta ăn hiếp. Có 2 bằng đại học mà xin vô trong cái công ty để làm lương chỉ có 6-7 triệu thôi mà còn bị người ta ăn hiếp lên ăn hiếp xuống. Mà trong khi đó là những bé mà xin việc làm ở ngoài bằng đại học thì không có. Mà việc nhẹ lương cao thì ở đâu ra quý vị? Đó chỉ có lừa đảo thôi. Cho nên hãy cẩn thận về cái vấn đề đó. Mà khi xin việc làm thì cái công ty thì nó phải nằm tại ở Việt Nam. Và mình vô mình phỏng vấn của văn phòng dân sự đàng hoàng, hoặc là phỏng vấn trực tiếp của cái người giám đốc. Nếu như công ty vừa và nhỏ thì giám đốc sẽ phỏng vấn trực tiếp mình để mình vào làm việc, chứ không có vụ qua công ty môi giới mà đưa đi như vậy. Cho nên là trong trường hợp này thì nó cũng có những bé mà nó khờ và bị những cái công ty đó dụ đó quý vị. Thì có rất là nhiều trường hợp rồi. Cho nên
mới có cái video clip này để lên cảnh báo đến mọi người. Thì làm gì làm, mình có cái sự đề phòng vẫn tốt hơn là mình không đề phòng quý vị. Chứ để mà bây giờ khi mà mình đã dính vô trong cái đường dây mà đưa người sang Campuchia thì lúc đó thì biết làm sao mà đi về. Phụ nữ mà qua bên đó là đẹp là nó sẽ đưa đi bán quý vị đó, thì biết chừng nào mới về được. Cho nên rút kinh nghiệm về vấn đề này nha quý vị nha. Rồi tiếp theo đây là ý kiến của khán giả mà theo dõi cái drama của nghệ sĩ trong thời gian qua và đã có đưa ra cái nhìn nhận như thế này. Coi là trong số những người mà theo dõi kênh của tôi và trong số tất cả những người khán giả mà lướt qua xem coi là mình có ở trong cái bình luận này không nha quý vị, coi có giống không nha quý vị. Rồi, một cái ý kiến của Hoa Cỏ Mai nha quý vị. Quan sát cục diện bao ngày tháng qua, tôi thấy Mã Lai cứ lên nói mọi việc từ từ rồi tòa sẽ giải quyết vân vân và may may. Nếu vậy thì drama này nên dừng lại, đợi đến ngày tòa giải quyết và công bố. Tự bỏ công sức ra mua bán kiếm cơm, biết bao nhiêu người bán hàng online theo cái kiểu cần mẫn, nỗ lực ở bản thân nhưng vẫn đi hàng điều điều, vẫn sống được, không cần phải có drama để kiếm cơm như vậy. Tại sao cứ dựa vào cái drama để kiếm cơm? Hay tại bản thân mình không có bản lĩnh, yếu kém, không thể làm giàu và drama này là cơ hội chăng? Tính ra HB, họ sống quân tử hơn, dù biết bao nhiêu người ném đá, họ vẫn cần mẫn buôn bán. Buôn cái này, bán cái kia, bán bằng công sức, được bao nhiêu cũng chấp nhận. Nhiều việc xảy ra, mỗi người một góc nhìn, mỗi người nhận ra nhiều điều không ổn trong drama này. Tôi chưa thấy sự tác động nào từ phía BH cả. Chưa thấy BH tạo drama để cho nổi lên cao trào nào cả. Sự cao trào càng ngày càng lớn, tôi thấy xuất phát toàn trong nội bộ của Mã Lai và Vô Ơn. Lấy chuyện từ đầu của HB, nói Vô Ơn là con nuôi. Từ đó mọi người tự đẩy nó lên cao trào và kéo dài. Nhưng chuyện xấu sau này, từ trong nội bộ bên phía của Mã Lai và Vô Ơn, tôi chẳng thấy từ bên phía HB nào cả. Nhưng các bạn vẫn cố chấp đẩy hết mọi tội lỗi cho bên phía HB. Nếu bên HB biết chơi trò truyền thông bẩn, nhưng họ liệu các bạn ngăn chặn được không? Rõ ràng bên phía HB hoàn toàn chọn im lặng và chờ tòa tuyên bố đấy. Các bạn cho rằng các bạn là anh hùng, là người quân tử, nhưng sao cái nghĩa cử đẹp đó không có thấy đâu cả vậy? Sao cứ chạy theo cuộc sống của họ để bơi móc, cười cợt và bôi nhọ? Nếu tin là đang đứng theo phía người tốt, vậy sao không chờ tòa, không chờ pháp luật sẽ cho các bạn câu trả lời thôi? Nhưng các bạn đang làm gì đó? Có phải đang muốn tìm lẽ phải không? Hay là vì cái tôi của bản thân, vì sự hiếu thắng, thích cảm giác nhìn người khác vào đường cùng, như chơi game ư? Nếu như vậy, đạo đức con người càng ngày càng tồi tệ nhỉ? Drama còn, đồng nghĩa với chú VL vẫn chưa được an nghỉ, người mất nhưng vẫn mãi chưa được nghỉ ngơi. Đừng khơi mào yêu thương nhớ nhung chú. Nếu yêu thương thật sự, hãy để cho chú yên nghỉ, để cho chú mau về với cõi Phật. Muốn kiếm tiền thì tự nỗ lực lấy khả năng của mình để đi lên, cũng đồng nghĩa là sự hiếu hạnh đáp đền cho cha. Thì qua cái ý kiến này, quý vị thấy như thế nào quý vị? Theo như tôi thì tôi đồng tình với lại ý kiến này nha quý vị. Nếu như thật sự mà mình nói mình binh người tốt, mình là bên phe người tốt, thì hãy để cho pháp luật phán xét. Mình hãy ngồi đó và mình chờ, và để cho người mất được yên nghỉ quý vị, chứ không phải là tạo hết cái drama này để cho nó dậy sóng, để cho nó nóng lên, để chi? Để mình lợi dụng vào đó để mình mua bán hàng online. Biết bao nhiêu người bán hàng online, hàng trăm hàng vạn người bán hàng online, người ta vẫn sống được, người ta làm bằng cái lao động chân chính của người ta, vẫn đi hàng điều điều, chứ không cần lợi dụng vô bất kỳ cái drama nào cả. Đó là cái khả năng thật sự của họ, và cái hàng và sản phẩm của họ chất lượng thì mới giữ được khách hàng lâu dài, chứ không phải tạo cái drama để mà khóc lóc, để lấy tình thương của khán giả để cho họ ủng hộ mình. Dù biết rằng là cái món hàng đó rất là mắc, nhưng họ vẫn ủng hộ mình. Vì sao? Họ thương hại mình, vì những giọt nước mắt của mình. Họ thương cha mình, họ thương lây qua mình đó quý vị. Thì đó là cái gì? Lợi dụng trên xác chết của cha mình. Nhưng tại sao lại gấp lửa bỏ tay người, nói là lợi dụng trên xác chết? Nhưng mà thật ra đầu tiên là khi mà tôi nhìn thấy, không biết là quý vị có giống tôi hay không, khi mà đầu tiên là nói là lợi dụng trên xác chết thì là nói rằng là lấy tiền cúng điếu rồi kêu gọi để làm mã, thì lúc đó tôi đồng tình với những cái câu đó. Tôi đồng tình đó là lợi dụng trên xác chết. Nhưng thật ra là bên phía em út của người ta kêu gọi cái đó để làm gì? Để làm mã đẹp cho anh người ta, chứ không phải người ta bỏ túi riêng. Còn đằng này là nguyên một năm trời, hồi cái lúc mà em út của người ta với cháu người ta đó quý vị,
thì kêu gọi nhiêu, chỉ có trong thời gian là 1 tháng hay 2 tháng gì đó tôi không nhớ chính xác, nhưng chỉ kêu gọi trong một thời gian nhất định. Nhưng đó không phải là đứng ra để kêu gọi, mà là tất cả những người yêu thương, người ta muốn góp một phần nào đó cho thần tượng của mình, năn nỉ người nhà để nhận cái số tiền đó, chứ không phải là người ta đứng ra để người ta kêu gọi quyên góp, quý vị. Đó, thì chỉ một thời gian nhất định thôi, khi xây mã màu xong là người ta chấm dứt không nhận tiền nữa. Đó, thì trong cái vụ việc mà sau khi mà anh nghệ sĩ này mất đó quý vị, thì trong vòng này gần 1 năm trời, ai là người lợi dụng trên xác chết của cha mình quý vị? Thì gần nguyên 1 năm trời, ai là người lợi dụng xác chết của nghệ sĩ quý vị? Ai lợi dụng trên thể xác của ảnh để mà kiếm tiền quý vị? Nguyên 1 năm trời luôn làm nóng cái vụ việc này, khóc lóc con nhớ ba, tạo hết tất cả những cái drama để cho nó nóng, không để cho nó chìm, để làm chi? Để cho bán hàng online. Tại vì cái tin nhắn của các em vô ơn này tung ra, nếu như drama này nguội lạnh xuống thì ai sẽ biết con nữa? Ai sẽ ủng hộ con để mua hàng để cho con nuôi 5 đứa con? Vậy thì trước khi mà ông nghệ sĩ này mình mất đó quý vị, thì em vô ơn này sống bằng cách nào? Nuôi 5 đứa con bằng cách nào? Không lẽ là chờ cái ông nghệ sĩ này nằm xuống mới có cơ hội để kiếm tiền 5 đứa con? Còn ông nghệ sĩ này trước đó chưa có nằm xuống, vậy là mình đói hàng sao? Không có nuôi con được luôn. 5 đứa con đó nó phải cặp đất nó ăn hàng sao? Đúng không quý vị? Cho nên là dựa vô, khi mà bây giờ nhìn nhận thực tế là mới thấy là cái em này quá là thông minh quý vị. Lợi dụng trên cái thân xác của cái người mất để trục lợi và kiếm tiền. Vậy mà mình gấp lửa bỏ tay người, gấp lửa là chửi cho bên phía bên kia. Tôi thú thật với lại quý vị, hiện tại bây giờ tôi không biết là về cái mặt luật pháp là ai đúng ai sai, tôi không cần biết quý vị. Nhưng mà sau khi mà nhìn nhận là tôi mới thấy rằng nếu như mà lợi dụng trên cái thân xác á, là cái bên phía mà em út với lại cháu từ đầu á, là lúc đó tôi thấy ít quý vị, tôi thấy không có nhiều. Nhưng mà từ đó trở về sau cho đến bây giờ gần 1 năm trời, cái người mà lợi dụng trên cái xác chết của cái người cố nghệ sĩ này chính là cái em vô ơn đó quý vị, chứ không ai khác cả. Cho nên trong đây tôi đồng tình cái câu này: nếu yêu mến cố nghệ sĩ thật sự thì hãy để cho chú ấy yên nghỉ. Đúng đó quý vị, phải để cho anh ấy yên nghỉ quý vị. Còn nếu nói về cái câu chuyện pháp luật mà mình cho rằng mình binh người tốt thì hãy ngồi đó chờ pháp luật phán xét quý vị. Ai đúng ai sai có pháp luật mà, chứ cần gì mà phải là lên là chửi hoặc là dồn người khác vào đường cùng. Là bên phía, hồi đầu tiên tôi rất là ghét bên phía của các em HB nha quý vị, tôi rất là ghét. Nhưng mà sau đó trở về sau thì tôi thấy là bên đây càng làm tới, bên đây càng lấn tới, thấy là cộng đồng mạng được sự yêu thương của cộng đồng mạng, rồi bắt đầu là dựa vào đó là dồn người ta vào đường cùng. Dù sao, dù thuộc hay là nuôi hay gì đó tôi không cần biết, nhưng cũng đã cùng sống với nhau trong một gia đình mấy chục năm rồi. Dù sao thì cái bà cô đó bà cũng nuôi mình tới mấy chục năm rồi quý vị, dù không có ruột thịt nhưng cũng còn tình nghĩa quý vị, chứ có đâu mà dồn người ta vô đường cùng. Trong khi đó là bên người ta là người ta không còn đi hát nữa, một nghệ sĩ mà không còn được đi hát nữa, bị trù dập, bị kêu gọi là tẩy chay, người ta bằng bỏ cái sức lao động ra, người ta bán từng tô bún bò đó quý vị, cũng dồn người ta vô đường cùng để cho người ta không bán được. Vậy thì đó là người tốt sao? Vậy đó là bên phe chính nghĩa là như vậy sao? Ví dụ như là bây giờ là cái em bên phía ca sĩ đó mà đi kêu gọi cộng đồng mạng để mà lấy tiền nữa thì mình lên án người ta. Còn trong khi đó người ta không kêu gọi, người ta làm bằng chính sức lao động người ta, không còn đi hát nữa, người ta bán từng tô bằng chính sức lao động của người ta đâu có đi ăn cướp, ăn trộm đâu, mà lại dồn người ta vô đường cùng là không để cho người ta mua bán nữa. Vậy thì thật sự là cái em vô ơn này, người tốt hay là người xấu quý vị? Có thật sự yêu thương cha mình hay không? Dù không biết đó là cha nuôi hay là cha ruột, có thật sự yêu thương cha mình hay không? Trong khi đó là lúc còn sống, làm cỡ nào đi chăng nữa, dù là người ta biết em người ta sai, em người ta không đúng, nhưng làm cỡ nào người ta cũng không bao giờ mà dám la lối hay động tới em người ta. Người ta cưng em người ta tới cỡ đó thì mình sống ở trong nhà, mình là con, không lẽ mình không nhận được điều đó? Và khi mà cha mình vừa mất xuống, mình làm những cái hành động đó đối với những người em út của cha mình yêu thương nhất, mình làm như vậy thì thử hỏi cha mình có yên nghỉ hay không quý vị? Thật sự đầu tiên khi mà tôi xem những cái clip mà cái em ca sĩ mà lên mà nói tao họ gì kệ mẹ tao, nhưng thật sự ra đó quý vị, những cái ghi âm đó ai tung ra? Tại sao không chịu tung ra hết những cái câu chuyện đang nói chuyện trong gia đình, mà lại chỉ tung ra một cái câu duy nhất, nhất mà cái lúc mà các em ca sĩ nóng lên tao họ gì kệ mẹ tao, phải tung ra hết trong cái câu chuyện thì từ đầu tới đuôi mới biết là trong cái câu chuyện đó các em ca sĩ này đang trả lời trong cái vấn đề gì, đúng không quý vị? Tức là cái em vô ơn này nó đã có cái sự sắp đặt và gài bẫy gia đình bên phía
của cô chú của mình từ đầu rồi quý vị, nhưng mà bên phía cô chú không có biết quý vị. Rồi cái rút mà bên phía bên ngoài mà cái bà cô Sáu bà chửi thề lên đó quý vị, thì biết sao không quý vị? Gài cho cái bà cô Sáu tức lên để chửi. Để làm chi? Để cho một mình bà chửi thôi. Bắt đầu tung cái clip đó lên, tung cái clip đó lên cho cộng đồng mạng thấy rằng mẹ con của bà hung dữ như vậy. Thì ngay lúc đó tôi và tất cả mọi người, tôi tin rằng ai xem vô cái clip đó cũng binh vực em vô ơn mà thôi. Tại nghĩ rằng là cái bà này quá dữ và cái em ca sĩ này quá dữ, nhưng không ngờ rằng là nó quá cao tay. Nó quá cao tay để mà nó chơi, nó tống cổ bà cô đi ra khỏi nhà mà cộng đồng mạng lại ủng hộ. Thì thử hỏi quý vị, cái em này có khờ có ngu không quý vị? Không có khờ không có ngu, mà nếu thật sự yêu thương cha mình sẽ không làm những cái điều đó quý vị, không làm những cái hành động đó quý vị. Tại vì em này sống trong gia đình đã 30 mấy năm, cũng thừa biết cha của mình, thừa biết cha của mình là yêu thương các em của mình đến cỡ nào. Mà bây giờ mình đối xử, mình đuổi em với cháu người ta ra như vậy thì có thật sự để cho cái người mất yên không quý vị? Ăn trên xác chết mà để cho người mất không ăn nghỉ là chính cái em vô ơn này đó quý vị. Và ở đây là cái bạn này nói rằng là thật sự là các bạn đang làm cái gì đó, có phải là đang muốn tìm lẽ phải hay không, hay là vì cái tôi của bản thân, vì sự hiếu thắng. Chính xác đó quý vị. Bởi nói tại sao nhiều người khán giả nói tại sao tôi cái lúc đầu tiên lại là tôi binh vực, thì dĩ nhiên cái bản năng của một người mà tự nhiên thấy mà cái người kia ăn hiếp chửi thề quá thì dĩ nhiên mình sẽ binh, dù mình không biết, mình không biết là đúng hay sai, trái phải gì không cần biết, nhưng mà mình thấy cái người đó chửi là ăn hiếp vậy là mình thấy sai rồi, không đúng, mình lên mình binh vực. Nhưng sau đó mình cũng phải có cái nhìn chứ quý vị, mình phải có con mắt nhìn và mình cũng phải có cái kiến thức và cái cách nhìn của mình trong sự việc, chứ không phải là nó lên nó diễn như thế nào mình tin điều đó quý vị. Còn nếu như mà nó làm cái gì mình cũng tin là chẳng khác nào là mình không có kiến thức, mình không có chính kiến của mình và chấp nhận theo cái sự xỏ mũi quý vị. Xỏ mũi tức là nó nói sao nghe vậy. Vậy thì tôi thử hỏi quý vị là tôi không thể nào giống y hệt như quý vị được. Đầu tiên tôi binh, tôi có chấp nhận, tôi binh và tôi rất là ghét bên phía bên kia. Và đến thời điểm này tôi cũng chả bên phe phái nào hết quý vị. Tôi chỉ tìm hiểu về sự thật. Có phải sự thật là cái em này là bất hiếu như vậy hay không? Rồi có phải sự thật em này là một người con nuôi không hợp pháp hay không? Đó, tôi tìm hiểu về sự thật thôi. Còn cái vấn đề mà pháp lý đó quý vị, là chỉ có người trong cuộc và tòa án phán quyết, ai chứng minh được tất cả những cái giấy tờ cho tòa thì bên đó chiến thắng mà thôi. Không thể nào người nào có thể phán được là bên đây thắng hoặc là bên kia thua. Mình chỉ nói về cái góc độ về đạo đức con người thôi quý vị. Và khi mà nói là cái vấn đề là, và thật sự là trong cái câu chuyện mà của bên phía cái em ca sĩ đó quý vị, thì quý vị có công nhận với tôi là trong mấy tháng nay bên phía kia không nói tiếng nào không? Người ta im re, người ta không nói tiếng nào. Tức là bên đây lên chửi bên kia thấy không được rồi, là cái drama này nó không thể nào nóng lên được. Tại vì coi hoài cái vụ việc này người ta không muốn coi và người ta không muốn nghe nữa. Người ta muốn là để cho tòa phán quyết ai thắng ai thua và trong sự việc này nó như thế nào. Đó. Thì nói tới cái bên phía em ca sĩ thì các kênh YouTube và cái em vô ơn này không thể nào làm nóng cái drama lên được. Mới chĩa mũi vô tôi quý vị. Khi mà chĩa mũi vô tôi rồi thì nó nóng cái drama lên được thêm mấy tháng nữa quý vị. Đó. Thì có phải là không để cho người mất được an nghỉ chính là ai? Chính là cái em vô ơn này. Chính là một cái đứa con này chứ không phải là bên gia đình của em Út người ta. Đúng không quý vị? Ý kiến của khán giả tiếp theo quý vị. Hoàn toàn ủng hộ Mi Sơn, tôi đã theo dõi Mi Sơn rất lâu và chỉ thấy Mi Sơn phản biện lại những ai tấn công Mi Sơn chứ chưa nghe Mi Sơn tấn công ai cả. Ngay cả từ đầu Mi Sơn chỉ phân tích đúng sai chứ không kêu gọi hay cá cược như những người ấy. Cho nên khi thấy anh nghệ sĩ hài kia đến lúc drama này nóng lên và ủng hộ Mi Sơn thì chị cũng có xem vài clip, nhưng sau đó thấy anh này càng ngày càng lố bịch nên chị không xem nữa. Và những gì Mi Sơn phản biện chị thấy rất đúng, chính xác và nhân văn. Vì thế chị rất trân trọng và ủng hộ Mi Sơn. Chúc Mi Sơn và gia đình thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, ăn Tết thật vui vẻ, đoàn viên và ấm áp. Khán giả mà đã từng theo dõi lâu rồi mới biết trong cái sự việc này quý vị, thì có những người mà họ vào họ tấn công tôi là vì sao? Là vì họ là fan của em vô ơn và em mã like quý vị. Và đồng thời cùng theo những cái kênh mà dẫn dắt tôi đã nói rồi, có những người họ tự nhiên họ lướt qua trong cái drama này, họ không theo dõi từ đầu tới đuôi. Đó thì họ nghe rằng những cái kênh đó nói về cái cô này đúng có lý, tại vì họ không biết từ đầu nó như thế nào. Nhưng trong cái câu chuyện drama này, nếu ai theo dõi đầu tiên cho tới bây giờ đó quý vị, thì thừa biết rằng tôi là người phản biện đúng sai, chứ chưa bao giờ tôi đem bất kỳ một người nào ra để mà tôi công kích quý vị. Chỉ có tôi là một cái người thẳng thắn. Nó khi mà tôi nói thẳng ra thì nó đụng chạm đến cái quyền lợi của những người vì lợi ích mà đến đó quý vị.
thì bắt đầu lúc đó là họ dùng truyền thông để họ hại tôi. Và đơn giản là trong cái sự việc, nếu như ai mà làm YouTube kiếm tiền thì không thể nào họ dám đi ngược lại cộng đồng mạng, quý vị. Và trước đó có cái em mà người Bắc mà cái đầu trọc đi theo em ở live đó quý vị, thì nói rằng là chị biết là dù đúng hay sai nhưng là chị phải theo cộng đồng mạng. Nhưng tôi thì tôi không phải làm nghề YouTube, tôi không thể nào theo quý vị. Tôi đúng là đúng, sai là sai, chứ không thể nào bắt theo để mà tôi nói trái được. Cái người mà xấu mà kêu tôi nói tốt là không thể nào quý vị. Đó thì em cảm ơn chị rất là nhiều, và chị nhìn nhận cái này rất là đúng, là tại vì á là có rất là nhiều người tấn công em vô cớ, và dữ lắm thì em mới đem ra để phản biện và trả lời họ, chứ chưa bao giờ em đụng chạm hay xúc phạm tới ai cả. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị đã theo dõi em từ đầu tới đuôi cho nên là chị rất là hiểu em. Cảm ơn chị, chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe, và chúc toàn thể tất cả khán giả mà đang theo dõi kênh của tôi và tất cả những người mà lướt qua, một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, gia đình thì trên dưới được hòa thuận, sức khỏe thì dồi dào, công việc làm ăn suôn sẻ, phát tài phát đạt nha quý vị. Rồi thêm một cái ý kiến của một khán giả này đây quý vị, con mã lai nó sẽ cắn mi sơn dài dài vì em là người cần để cho nó kiếm tiền, ha ha. Lúc trước tôi cũng thấy nó ok vì nó chỉ nói là muốn giúp cho vô ơn. Nhưng càng ngày tôi thấy tụi nó lố quá, không tin tưởng được, chỉ ủng hộ em Mi Sơn, cố lên. Thì giống y như là cái ý kiến của cái vị khán giả hồi nãy đó quý vị, tức là cố tình làm cho cái drama này nóng lên để bán hàng online quý vị. Thì trong cái bán hàng online đó, tôi bảo đảm với lại tất cả quý vị sẽ có cái sự đóng góp của em mã lai vô trong đó. Tại vì sao? Nói rõ ràng mà quý vị, yến đó là cung cấp từ công ty của chị mã lai quý vị. Thì thử hỏi là bán hàng online này có cái sự góp sức và cái lợi nhuận của em mã lai có trong đây không quý vị? Có chứ. Cho nên là em mã lai sẽ cắn em Mi Sơn dài dài, không thể nào nó buông đâu quý vị. Dù tôi có nín đi chăng nữa nó cũng moi tôi lên nó cắn à quý vị. Nhưng vẫn lên nói là không, sẽ không nói tới nữa, là không ai đụng chạm tới. Nhưng mà ai theo dõi trong câu chuyện này, chính em mã lai là người moi tôi lên để làm cái đề tài cho cái drama này nóng lên nha quý vị, chứ không phải tôi. Tôi là người bị em ấy đưa ra để làm cái trái banh mà tưng lên tưng xuống cho cái drama này nóng lên. Thêm ý kiến của một vị khán giả đây quý vị, em chị cũng nhìn thấy cái lũ này lắm, ai xúc phạm đến em là chị rất là đau lòng, nhưng em tin chị, vui lên nhé. Có một cái bản nhạc của Trịnh Công Sơn, Đường Thương Đau Đầy Ải Nhân Gian, ai chưa qua chưa phải là người, nên em cứ vui lên nhé. Em vui là chị vui lây với em đó. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thật ra là cái bài hát này thường là những cái bài hát của các nhạc sĩ mà sáng tác ra đó quý vị, thì nó xuất phát từ cuộc sống đời thường để mà có những cái cảm xúc để mà sáng tác ra những cái bài hát. Thì cái bài hát mà Đường Thương Đau Đầy Ải Nhân Gian, ai chưa qua chưa phải là người đó quý vị, thật ra là trong cái cuộc đời của em đó chị, và trong cái cuộc đời của Mi Sơn thì cũng đã trải qua rất là nhiều. Nhưng lần đầu tiên là Mi Sơn trải qua cái thị phi trên cộng đồng mạng này đó quý vị, lần đầu tiên đó quý vị. Cho nên là những cái trải qua trong cuộc đời của mình, nó tới 70 tuổi nó mới hết quý vị. Người ta nói là 70 chưa gọi là lành, cho nên bây giờ mình chưa đến 70, những cái gì nó đến với mình, những cái thương đau nào đó là nó sẽ trải qua mỗi cái khác nhau nha quý vị. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị có cảm thấy là dần dần là cái em mã lai này giống y như là một cái người quản lý cho em vô ơn này không quý vị? Quản lý về công việc chứ không phải là giúp đỡ mà vô điều kiện nha quý vị, không có đâu. Sau cái vụ mà cái bộ phim Sáng Đèn đó quý vị, bộ phim Sáng Đèn mà có cái sự góp mặt của cái em vô ơn đó quý vị, thật ra là nếu như mà muốn cho cái bộ phim mình mà vươn tầm ra thế giới mà để mà thu hút tất cả những người mà họ xem đó quý vị, phải thật sự sự là diễn xuất sắc quý vị, nó chạm đến trái tim của khán giả. Còn đằng này là muốn đưa vô trong bộ phim chiếu rạp đó, thì em vô ơn này chỉ là thử vai trong một hai cảnh nào đó thôi đó, mà đưa lên là làm như là cái bộ phim này em vô ơn là diễn viên chính vậy đó quý vị, nó giống y hệt vậy đó, tân bốc lên giống y hệt như vậy đó. Rồi sau cùng rồi bắt đầu là đưa cái phim Sáng Đèn lên, em vô ơn quảng cáo cho dữ, quảng cáo quá bây giờ nó tắt đèn luôn rồi, bây giờ là không ai coi luôn, dời lịch lại tháng 3 quý vị. Thật sự là có phải dời lịch hay không, hay là cái bộ phim này khi mà bán vé không ai mua quý vị, nó không đủ cái chỉ tiêu để mà mình bỏ ra, tức là lỗ vốn đó quý vị, thì người ta sẽ dẹp và bắt đầu người ta sẽ chiếu cái phim khác. Tại vì khi chiếu cái phim đó nó không đủ lợi nhuận thì đâu có ai chiếu đâu quý vị. Đó thì sau đó tiếp theo là cái em mã lai này lại lên cái status đây quý vị. Thì có phải đây là công việc mà giống y như là quản lý cho em vô ơn không quý vị? Đó,
giờ tôi đọc cho mọi người nghe nha. Sau khi mà bộ phim Sáng Đèn Dời Lại đó quý vị, đăng vậy cho nó đỡ nhục đó quý vị. Đăng cái của một cái người nào đó mà nhắn tin đó, thì cái người đó nhắn với lại cái em mã lai như thế này đây quý vị đó, không biết nhắn em mã lai hay là nhắn em vô ơn gì không biết, nhưng mà chụp lên đăng như thế này. Nội dung của cái người đó là giống y như là cái người mà đạo diễn làm phim hay là người bỏ tiền ra đầu tư bộ phim đó thì không biết nha quý vị, bộ phim Sáng Đèn đó. Thì nội dung như thế này: hello em gái, anh thấy bên phía fan của Vô Ơn trách là không thấy hình của Vô Ơn trên poster hay là hình quảng cáo, tội cho em, phiền em rồi. Nhưng anh nói với em từ đầu, nhà sản xuất và anh không muốn dùng hình ảnh của Vô Ơn để quảng bá phim, sẽ không hay cho nhà sản xuất hay là cho Vô Ơn. Sợ khán giả khách quan hiểu lầm mình dùng hình ảnh của Vô Ơn để PA cho bộ phim. Vô Ơn là khách mời trong bộ phim nên chỉ có 2 phút. Nhà sản xuất không thể dùng hình ảnh của em Vô Ơn để PA cho phim. Còn có những cô chú khách mời khác, Vô Ơn phù hợp với cái vai của anh mời, coi như thử sức. Anh thấy Vô Ơn hiền, dễ mến, có cái để kỷ niệm khi phim có nói về cải lương, là một kỷ niệm đẹp cho con gái của ông Hoàng cải lương. Em có cách nào giải thích cho fan của Vô Ơn hiểu giùm anh nha. Trời, ghê không quý vị? Ghê không? Nói là fan của em Vô Ơn là tấn công là cái nhà sản xuất phim đó, là tại sao mà trên cái poster đó không có thấy hình ảnh của Vô Ơn. Đó, anh và nhà sản xuất là chỉ mời em Vô Ơn, chỉ là khách mời trong bộ phim, tức là nó chỉ có trong 2 cái cảnh của bộ phim thôi. Thì không thể nào mà tụi anh lấy cái hình ảnh của cái em Vô Ơn để lên PA bộ phim cho anh được. Ghê không quý vị? Mà anh này là anh nào vậy ta? Anh này là anh nào? Rồi làm như giống y như là đi hăm dọa người ta, chứ không phải là cái này đưa lên là để giải thích cho bản thân Vô Ơn cho đỡ nhục. Tại vì trên cái poster đầu tiên là có cái hình ảnh của cái em Vô Ơn. Lý do tại sao bây giờ gỡ là tại vì có cái hình ảnh của em Vô Ơn trên cái poster đó, không ai coi, không ai thèm coi quý vị. Từ chỗ đó cho nên người ta mới gỡ xuống. Thì lấy cái tin nhắn này đăng lên để cho cộng đồng mạng xem, để làm cái gì quý vị? Cho đỡ nhục. Cho đỡ nhục. Thì sau khi mà có cái tin nhắn này đó quý vị, thì chuyên môn có cái vụ là tin nhắn, một là tin nhắn nè, hai là ghi âm nè, hay đưa lên theo cái kiểu đó để giải thích cho bản thân mình nó là như vậy đó quý vị, cái kiểu đó đó. Nhưng mà tôi không hiểu như thế nào, chứ thật ra những người mà người ta đã xem và người ta thông minh, người ta dòm vô, người ta chán cái kiểu này lắm rồi. Ta chán cái kiểu mà hở cái là đưa tin nhắn lên, rồi hở cái là đưa cái ghi âm lên đó quý vị. Rồi sau khi mà cái tin nhắn của cái người này đó quý vị thì nhắn đến á, thì bắt đầu á là cái em mà mã lai này mới lên đăng cái status như thế này đây quý vị. Lên đăng như thế này: mong rằng lần sau thử sức với điện ảnh kỳ này, Vô Ơn được mời với cái vai diễn nhiều hơn, và quan trọng là trong thời điểm ít nhạy cảm nhất có thể. Anh nhắn cho em, vậy là em cũng hiểu nỗi lòng của anh. Rất mong một số anh chị em, cô chú yêu thương Vô Ơn hiểu ra được vấn đề ạ. Mãi trân quý đã dành cho Vô Ơn. Trời ơi, ghê không? Ghê không quý vị? Hy vọng là lần sau sẽ thử sức với phim điện ảnh. Trời đất, cơ quá trời quá đất rồi. Tự đưa qua, nhắn tin qua lại, bắt đầu tự tân bốc lên với nhau. Chứ không phải là bây giờ là có cái em Vô Ơn trên cái poster đó rồi không ai thèm mua cái vé đó để vô coi. Giống y như trong cái bộ phim của em Trấn Thành, phim Mai đó, Tết ta bán trái vé luôn, mua là phải đặt trước. Chứ nếu không đặt trước mà tự đến là không bao giờ còn vé. Còn cái phim mà Sáng Đèn, ta nói là để bán vé tại rạp tới mà không ai thèm mua luôn. Nó ế từ chỗ đó mới gỡ xuống đây quý vị, mà tự đưa lên. Hy vọng là các anh chị em cô chú hiểu ra vấn đề. Ý là nó nói là các anh chị em cô chú mà đang ủng hộ cho Vô Ơn đó quý vị là ngu á, cho nên là mới nghe những cái kênh YouTube khác nói là phim ở Sáng Đèn á là có cái sự góp mặt của các em Vô Ơn là không ai coi, là đưa lên tự biện minh cho mình đó quý vị. Thật ra là ai coi cái bộ phim Sáng Đèn rồi cho ý kiến đi quý vị. Mỗi lần mà vừa tới đài truyền hình của Vĩnh Long vừa rồi đó quý vị, là bắt đầu người ta cũng cắt, bắt đầu là lên giải thích, tung tin nhắn ra, nào là chồng ghen không cho đi quay. Nhưng mà thật sự ra là đài truyền hình họ không cho quý vị, họ cắt, họ sợ ảnh hưởng đến họ, họ cắt. Rồi xong rồi bắt đầu tới cái vấn đề này á, thì lại là nổi thừa là tại vì đoàn làm phim, nhà sản xuất không muốn lấy hình ảnh, không muốn lợi dụng hình ảnh của em Vô Ơn để PR phim cho mình. Trời ơi, nó làm như là nó là sao hạng A vậy đó quý vị. Thấy ghê không quý vị? Còn đưa lên nói là em có cách nào để giải thích cho fan của Vô Ơn giùm anh để cho họ đừng có hiểu lầm anh. Trời ơi, thấy ghê không? Fan của em Vô Ơn mạnh dễ sợ không quý vị? Nếu như thần tượng của mình thật sự là người tài giỏi, dĩ nhiên là khán giả họ công nhận thôi. Chứ mắc mớ gì mà phải nói là
giải thích giùm anh. Fan, tôi nói nghe nè quý vị, nếu thật sự trong thời gian mà sống chung với lại anh nghệ sĩ, mà cái em vô ơn này mà có cái tố chất làm nghệ sĩ đó quý vị, thì cha người ta đã đào tạo cho người ta từ nhỏ rồi, chứ không phải là chờ khi mà nằm xuống rồi để cho người khác dẫn dắt để đi làm ca sĩ, rồi làm nghệ sĩ hay làm diễn viên quý vị. Nếu như mình có cái tố chất á, là từ nhỏ là cha mình đã rèn luyện rồi, tại sao là cái anh cố nghệ sĩ này vẫn dạy dỗ cho người khác, dẫn dắt cho cái em chị Ba Lùng đó, dẫn dắt cho cái ông anh hai, đào tạo biết bao nhiêu người, gọi là người đưa đò đó, chỉ lại cái nghề của mình cho tất cả những cái nghệ sĩ mà lớp sau đó quý vị, vẫn truyền đạt lại hết cho những người đó. Tại sao không truyền đạt cho con mình? Là tại vì cái em này không có tố chất làm nghệ sĩ, đúng không? Không có tố chất làm nghệ sĩ thì bây giờ cha của mình trong thời điểm đó, tôi bảo đảm là lớn lên cũng thích đó, cũng muốn đó, nhưng không có tố chất, cho nên là cha của mình không có cho. Thì sau khi mà ông mất xuống rồi, bây giờ là lợi dụng vào những cái đó để kết nối với lại những nghệ sĩ, để đi đóng phim, để đi làm phim. Thật ra là một cái tai ngang, nói thật á, là chỉ lên hát là hát karaoke bình thường thôi, người ta yêu thương thôi, chứ không phải là giọng hát hay. Và trong cái sự việc mà nói mà giữa hai đứa, mà một đứa con với lại một đứa cháu đó quý vị, thì theo công nhận khách quan mà nói rằng là cái em BH bên kia hát rất hay. Em BH bên kia, tại vì trước đó tôi có lên phân tích, dù rằng tôi ghét cái em BH đó lúc đó, nhưng tôi vẫn công nhận là em BH hát rất hay, là tại vì trước đó tôi không biết em BH là cháu ruột của cố nghệ sĩ. Và tôi đã biết về cái em này rồi, và tôi thường xuyên nghe cái nhạc của cái em này với lại cái em Đông Dương đó quý vị. Hai em này kết hợp hát nhạc bolero rất là hay. Còn bây giờ cái em vô ơn này đó quý vị, thì hát với lại một cái tố chất là hát karaoke thôi, chứ không phải là một người nghệ sĩ. Mà bây giờ là vô làm nghệ sĩ nào, làm diễn viên đồ này kia, thì tôi thử hỏi quý vị là cái phim đó có dẹp tiệm không? Cái phim Sáng Đèn đó có ai coi không quý vị? Đó, ế quá rồi, phải gỡ xuống. Bây giờ là đăng lên như thế này, nhắn tin qua vậy đăng lên để cho đỡ nhục đó quý vị. Cái này là tự cứu lấy mình, chứ không phải là theo như cái lời tin nhắn giữa qua lại hai bên, thì giống y như là nói giùm cho cái anh này, cho là khán giả đừng có hiểu lầm cho bên nhà sản xuất của anh này. Nhưng thật ra cái tin nhắn này là tự cứu lấy em vô ơn quý vị, đỡ nhục. Rồi thêm một cái bình luận này nữa đây quý vị. Hình cũ mà lấy lên đăng làm gì, để mang nhục dạy cá bảy màu. Cái tấm hình mà tôi chụp lúc mùng 1 chúc Tết gia đình của tôi đó quý vị, mà nói là hình cũ đăng lên, vậy thì dám tôi ngồi ngay chỗ này nói là cái video cũ quá, đúng không? Hình cũ đem lên. Và hồi cái lúc mà trong Tết đó quý vị, thì có rất là nhiều khán giả gửi cho tôi, nhưng tôi không xem, tại vì tôi muốn Tết tôi dành thời gian hạnh phúc nhất, tôi dành những cái thời gian vui vẻ nhất bên gia đình. Tôi không có đọc tất cả những cái bình luận và những cái tin nhắn của khán giả nhắn cho tôi quý vị. Là nhắn có rất là nhiều những cái kênh nói rằng là tôi bị chồng tôi đánh nhập viện nè, nào là tôi đi cấp cứu nè, nào là cá bảy màu bị bế nè, là dẫn dắt quá trời khán giả tôi hỏi thăm tôi, tại vì thấy tôi lâu quá tôi không có lên clip. Tết mà ai rảnh đâu lên quý vị, tại vì chỉ có những người làm kiếm tiền YouTube, làm nghề YouTube thì mới lên hàng ngày thôi, Tết vẫn lên. Còn tôi làm để cho vui, tôi lên để tôi chia sẻ đến tất cả mọi người những cái gì cần thiết thôi, còn không tôi dành thời gian cho gia đình tôi, chứ tôi rảnh đâu mà tôi lên đây tôi ngồi tôi nói hoài quý vị. Đó thì vô nói là hình cũ cũng lấy lên đăng để cho mang nhục. Tôi thử hỏi quý vị là một cái con người mà nó vô duyên vô cớ, mà không lẽ ngu đến nỗi mà không biết cái hình cũ hình mới quý vị. Đó mà ta nói hả, vào chửi như đúng rồi vậy đó quý vị. Con cá bảy màu này nó bị bệnh nan y, còn gieo nghiệp, sống gì nổi mà chúc an khang. Trong khi tôi đăng cái hình Tết của gia đình, tôi chúc đại gia đình, tôi chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng đó quý vị. Tôi đăng chúc mà, nếu như mà cái người này vào trong cái kênh của tôi thì cũng được tôi chúc giống y hệt như vậy, nhưng mà vào bình luận nói tôi như vậy đó. Vậy thì tôi ngồi đây tôi có an khang không? Tôi có hạnh phúc không? Mà mở miệng ra là xúc phạm người khác. Đó, fan của vô ơn đó quý vị, fan của vô ơn với lại fan của các em Mã Lai đó quý vị. Thì tôi thử hỏi quý vị, thì fan này là fan như thế nào quý vị? Đó, thì những cái con người như thế này nó mới đi ủng hộ những cái con người xấu xa mà lừa đảo như vậy quý vị. Chứ là nếu như một cái kênh đàng hoàng thì dĩ nhiên là fan của họ cũng là tri thức, fan của họ cũng ăn nói tri thức, chứ không phải đi chửi lộn giống y hệt như vậy quý vị, đè đi chửi người ta. Trong khi đó là mùng 1 tôi đăng hình tôi lên tôi chúc Tết mọi người, nó không có đụng chạm bất kỳ một cái gì hết hả? Đó, hay là Tết rồi cái bên cái Mã Lai, cái em Mã Lai không có đăng hình Tết, thần tượng của mình nó là không có đăng hình Tết, và bắt đầu thấy người ta đăng rồi bắt đầu tức quá cái nhảy vô chửi người ta, đúng không quý vị? Rồi thêm cái tấm hình tôi đăng ở mùng 2 quý vị, tôi đăng cái tấm hình mùng 2 đó,
Thì tóc tôi thì tóc bạc thì có đó, tôi không có chối quý vị, tóc bạc. Nhưng mà tôi đã nhuộm rồi, nó không còn tóc bạc nữa, bây giờ là nó không còn. Nhưng mà chụp lên á là cái điện thoại iPhone nó nét quá hàng sau á, cái nó làm cho cái tóc tôi giống như tóc bạc nhiều đó quý vị. Cái tôi lấy một cái bông, cái tôi che lại ngay chỗ này, tôi che cái tóc bạc của tôi lại ngay chỗ này thì có ảnh hưởng gì không? Ô, che tóc bạc cũng xấu nữa hả? Ủa, đâu phải lừa đảo hay là đi rinh kép sắt của người khác ta. Chừng nào ví dụ như là đi vô nhà người ta cướp cái kép sắt nè, đó thì đó mới gọi là xấu chứ. Còn này tôi che tóc bạc cũng xấu nữa hả? Là vô á nói như thế này đây quý vị, à, che tóc bạc đồ. Ủa kỳ cục vậy. Ủa phe của cái em vô ơn với lại phe của cái em Mã Lai là đi soi mói từng ly từng tí vậy để vào xúc phạm chửi ta hay sao? Che tóc bạc vậy là xấu hả? Hả? Đúng không? Ta che tóc bạc thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Thì dĩ nhiên tôi sợ già rồi tôi che tóc bạc cũng có ảnh hưởng gì đâu, đúng không? Từ tuổi bốn mấy gần 50 dĩ nhiên phải có tóc bạc chứ. Những người mà thậm chí là cái máu người ta xấu mới hăng mấy tuổi là tóc người ta đã bạc trắng hết rồi. Còn bây giờ là tôi nhộm, Tết tôi nhộm rồi quý vị nè, nhộm tóc rồi. Nhưng mà chụp hình nó vẫn lòi ra giống y như là tóc bạc, giống y như tóc bạc cho nên phải che lại. Chứ không che lại để nó kỳ lắm, vậy nó cũng vô nó chửi được nữa quý vị. Nó ngộ thiệt. Thêm cái Kiều Loan nè quý vị, người ta Kiều Loan mà thành Kiều Loan cái tên gì ngộ. Đó. Cái ru thời trang của bả nó sến kha kha kha. Cái gu không phải là ru. Ừ. Vậy đó, chứ cũng vô chỉnh nào là tôi viết sai chính tả đâu này kia, vô chửi tôi vậy đó, mà viết chính tả giống ai. Ủa cái gu thời trang nó sến cũng kệ. Sến. Nhưng mà được nhiều người thương, sến được chồng thương, sến được tất cả những người mà gặp ở bên ngoài đều thương, thì ăn mặc sến nó cũng có dính líu gì không quý vị? Có phải lừa đảo góp của giết người không? Đó, thì cái tấm hình tôi mặc vậy đây nè quý vị. Đó, tôi đưa lên nó chửi tôi nó ăn mặc cái gu thời trang sến, vậy cũng vô chửi được, ngộ thiệt. Ủa, phải nói là cái fan của cái em Vô Ơn với là cái fan của Cu Ma Thồng đó quý vị. Đó, thì cái fan nó hình như là nó u mê quá rồi, bắt đầu là vào chửi bất chấp, hình như cỡ nào cũng chửi quý vị. Tôi không nói cái gì hết trơn, tôi mặc đồ vô cũng chửi nữa. Mà tóc bạc á, tôi che lại nó cũng vô nó chửi nó quý vị. Vậy thì fan người tốt đó hả? Người tốt mà là như vậy sao? Đúng không quý vị? Tôi cho mọi người chiêm ngưỡng vào cái người mà chê tôi đây quý vị. Vô Bích Ngọc Lưu đây quý vị. Căn nhà màu hồng, chuẩn bị đeo vòng màu bạc. Cái miệng vậy đó quý vị. Lưu Bích Ngọc đây quý vị. Đây, cái gương mặt của cái chị này ngộ không? Ủa chị, tôi có đụng chạm đến chị không? Có đụng chạm đến mình không? Trong khi đó là Tết mà không lo ăn Tết, mà đi vào trong Facebook của tôi sân si vô vậy, rồi chửi vậy đó, rồi xúc phạm vậy đó. Rồi khi mà mình lên mình xúc phạm ta vậy thì ai sẽ đeo vòng bạc vậy chị? Chứ tôi là cái tay của tôi tàn là đeo ngọc chứ đeo vàng không à nha. Chứ không có cái vụ đeo vòng bạc. Chị muốn đeo vòng bạc là chị thèm lắm rồi phải không? Đó, thì cái tấm hình tóc bạc của tôi che cái bông lại trên đầu tôi vậy nè quý vị. Vô bình luận để vậy nè, Mỹ Linh Nguyễn. Vô bình luận là giống đội cái quần trên đầu vậy chị. Ăn nói thật sự là có văn hóa. Và cái thứ hai nữa, dù tôi có đổi cái gì lên trên đầu đi chăng nữa, cái gương mặt của tôi nó vẫn đẹp hơn em nhiều. Cái này nói thật sự mà nói luôn đó. Sao mà tự nhiên đi vô xúc phạm người khác vô cớ như vậy? Tôi đăng những cái tấm hình hết đơn giản vậy đó quý vị. Thì phải nói là quý vị biết là cái sự mà nhịn nhục của tôi nó lên tới cỡ nào không quý vị? Tôi không thèm đọc. Xong bắt đầu cái nó vô nó nói là chẳng qua là mày không dám trả lời lại, tại vì mày dám trả lời lại là cộng đồng mạng vô tấn công mày tiếp. Ghê không quý vị? Dùng những cái từ đó đó. Rồi xong Kim Thủy này quý vị. Kim Thủy này tôi để ý rất là nhiều. Năm mới bớt ganh tị với con Mã Lai lại đi má ơi. Ganh tị chứ. Thật sự mà nói tôi rất là ganh tị với lại em Mã Lai quý vị. Biết tại sao không? Tôi ganh tị đến nỗi mà một người phụ nữ mà bỏ gia đình nguyên một năm, bỏ năm đứa con của mình nguyên một năm luôn mà không nhớ, không về lo cho gia đình, tôi ganh tị là tại vì tôi không làm được như em ấy. Tôi thua em ấy, tôi không làm được. Tôi quá ganh tị quý vị. Ganh tị dữ lắm. Tôi sao tôi tệ dữ vậy không biết nữa. Tôi không thể nào mà tôi bỏ gia đình tôi tới một năm, và tôi không thể nào tôi bỏ con cái tôi mà tới một năm được quý vị. Cho nên tôi rất là ganh tị. Ganh tị dữ lắm luôn. Và cái ganh tị thứ hai nữa là biết gì không? Là chạy đi vô nhà người ta cướp cái kép sắt, rinh kép sắt chạy ra ngoài đi cướp đó. Thì đó lại là ganh tị nữa. Cái đó tôi cũng ganh tị nữa. Tại vì tôi không làm được. Tôi dở hơi mấy, tôi không làm được điều đó. Tôi cũng ganh tị vấn đề đó. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là nhà của mình á, cha mẹ mình là một cái căn nhà cấp 4 quý vị. Một cái căn nhà mà xây chưa tới 500 triệu nữa quý vị. Theo như tôi đoán, tại nhà đó cũng lâu lắm rồi. Đó. Mà lại là bỏ tiền ra 1 tỷ mấy để giúp đỡ một người dân, mà cha mẹ mình một cái căn nhà chưa được 1 tỷ, chỉ có mấy trăm triệu thôi. Thì tôi lại ganh tị điều đó nữa. Tôi không làm được điều đó. Là tại vì tôi á, nếu như tôi có tiền, tôi lấy tiền đó tôi xây nhà cho cha mẹ tôi, chứ không bao giờ tôi cầm tôi đi cho người khác, mà để cho cha mẹ tôi ở một cái căn nhà không đủ cái số tiền tôi đem cho người ta. Ganh tị chứ. Ganh tị chứ sao không ganh. Tại vì đó tôi không làm được như vậy tôi ganh. Tại vì em ấy làm hơn tôi. Là
bỏ con nè, bỏ chồng nè, đó, nguyên một năm trời là giỏi hơn tôi rồi, tôi ganh tị nè. Cái thứ hai nữa, đi ôm kép sắt đi cướp của người ta, ganh tị nữa nè. Rồi xong rồi bắt đầu là đi giúp đỡ cho người khác, bỏ hơn 1 tỷ đồng để giúp đỡ người dân, bỏ hết công sức nguyên một năm trời để giúp người dân. Trong khi đó cha mẹ mình, cái căn nhà chỉ có mấy trăm triệu thôi, một cái căn nhà cấp 4, nói chung cấp 4 bình thường chứ không phải là lụp xụp nha quý vị. Một cái căn nhà cấp 4 bình thường đó. Rồi dòng họ của mình hen, có những đứa khổ sở bị teo não, teo cơ, bị bệnh nằm liệt giường, không có cho, không giúp đỡ mà đi giúp đỡ người dân. Còn dòng họ mình kệ, nhà cha mẹ mình cấp 4 kệ, đi giúp người khác. Em ấy làm giỏi hơn tôi cho nên tôi ganh tị là đúng rồi, quá ganh tị đi chứ. Phải nói là ganh tị tại vì tôi không thể nào làm được như em ấy, và suốt cuộc đời tôi chắc cũng không bao giờ làm được những chuyện giống như em ấy luôn á. Rồi thêm cái bình luận này hay nữa đây quý vị, anh Kiệt: vô ơn tuyệt vời số 1, Mison không đủ tuổi với em vô ơn nên nhớ nhé. Gơi hùng, bây giờ là không bằng em Mã Lai rồi, bắt đầu giờ không bằng em vô ơn luôn. Vậy thì mọi người tội nghiệp đi giúp đỡ em vô ơn là giúp cái gì vậy? Giúp đỡ cái gì? Đúng không? Tại vì không có ai có cửa luôn. Tôi nhà cửa tài sản vậy, công việc vậy mà lại không có cửa với là em vô ơn. Vậy thì mọi người giúp em vô ơn là giúp về cái gì vậy? Hả? Thấy giàu giúp hả? Hay sao? Đúng không quý vị? Cái thứ nhất, bây giờ nếu như mà nói ra là tôi cũng thua em vô ơn luôn quý vị. Thua. Cái thứ nhất, không hổng hào, không bất hiếu với cha mẹ, thua em vô ơn, thua ở chỗ đó. Rồi cái vấn đề thứ hai, lên cộng đồng mạng khóc lóc: con là một đứa trẻ bồ côi, xưng con để lấy tình thương của cộng đồng mạng và diễn khóc, thua luôn. Cái đó chị không làm được, cái đó tôi không làm được quý vị, thua em vô ơn luôn. Đó. Cái vấn đề thứ ba nữa là tài sản mình là một cái đứa con nuôi, mà mình dám đi lên trên cộng đồng mạng, lên trên mạng dám thử thách với lại em ruột người ta, nói là muốn biết nuôi ruột thì chấp nhận thử ADN với lại chú Bảy vậy, để thử chưa? Thử chưa? Đó. Trong khi đó là mình thừa biết mình là con nuôi, còn hợp pháp hay không thì không biết nha quý vị, cái đó là không biết. Nhưng mình thừa biết mình là con nuôi, nhưng dám vỗ ngực xưng tên mình là con ruột, chấp nhận thử ADN với lại ông chú Bảy, vậy thì thử chưa? Sau bắt đầu cái là bên đây người ta yêu cầu thử ADN thì trả lời là nói rằng là cái ông chú Bảy với lại cái bà cô Sáu đó là không phải là em ruột của cái ông cố nghệ sĩ này. Bắt đầu nói ngang quý vị, ơi cái loại gì vậy? Cái loại gì vậy quý vị? Đúng không? Thì những cái việc làm của em ấy là thật sự phải nói rằng tôi thua xa quý vị. Làm sao mà tôi có cửa với lại cái em vô ơn đó được? Những việc làm đó tôi cũng không làm được. Và những cái việc làm mà đối với những người mà họ chăm sóc, họ nuôi mình từ nhỏ tới lớn đó quý vị, mà bây giờ mà dồn người ta vô đường cùng đó quý vị, trong khi đó là tranh chấp, là cái việc đó là của tòa án, pháp luật họ xử lý. Còn cái vấn đề mà để mà làm ăn mua bán đồ này kia, dồn người ta vô đường cùng, không cho người ta ca hát, không cho người ta mua bán bất kỳ một cái gì, thì những cái việc làm đó là trái đạo đức. Những việc làm đó tôi không làm được. So với em vô ơn tôi lại thua. Cho nên so tôi với lại em vô ơn là tôi không có cửa với em ấy rồi. Là tại vì một cái con người sống vô đạo đức, một cái con người mà giả tạo quý vị, lừa đảo cộng đồng mạng. Lừa đảo cái gì? Lừa đảo tình thương. Tức là cho mình là một cái con người rất là đáng thương và tội nghiệp, nhưng thật chất ra mình không phải. Mình là một cái con người, ta nói mở miệng ra là ăn nói chuyện chợ búa. Tôi thử hỏi quý vị, một cái người bán cá ở ngoài chợ có hiền không quý vị? Em vô ơn là người bán cá ở ngoài chợ, có hiền không? Và trước khi mà cái ông ba này mất đó quý vị, em ấy cũng đã từng bán hàng online, bán cà phê đó quý vị. Vậy mà lên nói là con không có biết, con không biết sử dụng mạng, con cũng không biết bán hàng online đồ này kia, thì có phải là nó quá khôn không quý vị? Quá khôn chứ. So ra những cái việc làm ma mảnh đó là chị Mison thua. Chị Mison không có làm lại rồi. Cho nên đối với lại cái bình luận này, nói là Mison là không có cửa với lại em vô ơn nhé, đúng, chính xác luôn. Chị không có cửa, không có cửa, không có cửa nào với lại em này á. Tại vì những việc làm của em ấy chị Mison không thể nào làm được. Còn cái ông mà chú má tư đó quý vị, tôi không biết là nay ai nhập á, mà tao nói đăng xì tao tút lên chửi quá trời luôn. Chửi quá trời luôn quý vị, mà chửi những cái lời mà tục tiểu không đó quý vị. Đăng lên nói là lúc cố nghệ sĩ còn sống, con nào thằng nào dám động tới cái con vô ơn, nói là con nuôi thì ra khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc. Thì tôi bảo đảm với lại cái chú má tư á, mà cái lúc cố nghệ sĩ mà còn sống á, coi cái thằng nào con nào dám động tới em người ta, cháu người ta không. Đúng không quý vị? Đó, nên nhớ là bây giờ nè, chính miệng của cố nghệ sĩ nói là má là người ẵm con nhỏ vô ơn về. Chính má là người đem nó về ép cho nghệ sĩ nuôi nó. Vậy thì ở đây tôi đặt câu hỏi, má ẵm nó từ đâu về?
mang tiếng nói là bây giờ là kiện nói là gia đình của cố nghệ sĩ là bắt cóc trẻ em. Vậy thì ai là người ẵm nó về? Chính chú má Tư là người ẵm nó về. Vậy thì ai là mang cái tội bắt cóc trẻ em? Đó là tội của chú má Tư, đúng không quý vị? Đó, thì trong khi đó đầu tiên cũng chính miệng của chú má Tư lên nói nó là con ruột, khẳng định nó là con ruột. Cái rồi bây giờ cái chính miệng của chú má Tư nói không biết nó là con ruột hay con nuôi, mà chính bản thân mình là người ẵm nó về. Sao mà nó tréo ngoe vậy hả chú má Tư? Sao mà má lật tẩy như bánh phồng qua má lật lại như bánh phồng, đó là chính con người của má. Ở đây nè, tất cả những người cộng đồng người ta đặt câu hỏi nè, nó từ đâu má ẵm về? Có phải là con của má không? Hay nó là con cháu của chú má? Chứ tôi nhìn tôi thấy cái mặt nó cũng giống chú má dữ lắm đó. Cho nên mới ra sức bảo vệ nó. Mặc dù cái lúc mà còn sống năm 2021 là nó chửi má không ra gì luôn. Chú má đó, chửi chú má không ra gì luôn. Mà bây giờ vẫn binh nó là lý do tại sao? Chắc là dính líu tới ruột thịt nó mới là như vậy nè, đúng không chú má? Quá trời quá đất chú má Tư rồi. Cái miệng hổn quá trời chú má Tư rồi. Chú lớn rồi chứ đâu phải là chú má còn trẻ đâu. Mà sao mở miệng ra toàn là chửi những lời tục tiểu không vậy? Mình binh vực, mình yêu thương nó, mình bảo vệ nó về mặt tinh thần. Mình chỉ nó về cái vấn đề mà tranh chấp tài sản về mặt luật pháp. Chứ không phải mình binh nó là mình lên mình chửi lộn. Mình chửi mà trong khi đó là hồi cái lúc cố nghệ sĩ mà trước khi mất, tôi và tôi bảo đảm tất cả mọi người cũng không có biết về cái vấn đề ổng là người hai hệ đâu quý vị. Không bao giờ biết là cái người nghệ sĩ đó là người đồng giới đâu quý vị. Cái tự nhiên ổng lên ổng nói ổng là sống như vợ chồng với người ta. Ổng đè lên ổng bêu xấu cái người đã mất. Mà trong khi cái lúc còn sống là cái người đã mất không có còn qua lại với ổng nữa. Không có còn qua lại với ổng nữa, không dòm mặt ổng nữa. Đó, mà giờ người ta mất rồi cái chạy tự nhiên khui lên nói là sống như vợ chồng. Là lúc đó cộng đồng mạng và tôi mới biết rằng cái người cố nghệ sĩ đó là người đồng giới quý vị. Thì có phải đem bêu xấu người ta không quý vị? Vậy thì binh vực kiểu gì? Binh vực kiểu gì? Nếu như mà cố nghệ sĩ còn sống thử coi chú má có dám lên nói cái lời này không quý vị? Dám nói không quý vị? Đó, bây giờ tôi mời mọi người nghe lại cái đoạn video clip này thử xem là ai là người ẵm cái em này về nha quý vị. Chính anh Thanh ngày xưa bồng nó về đó, phải anh đâu Tiên. Má là người bồng bé Loan về. Trên mạng nó nói đúng. Đó, từ đó nó thôi. Đó. Chính cố nghệ sĩ nói là cái chú đó là người ẵm về. Rồi chú cũng lên mạng xác nhận là cộng đồng mạng nó nói đúng. Chú là người ẵm nó về. Mọi người nhận xét giùm tôi cái này. Đầu tiên nói vậy nhưng sau nói khác nha quý vị. Tôi không bàn về vấn đề này. Ai lật lọng, ai nói chuyện trở mặt như bánh tráng thì biết liền, đúng không quý vị? Rồi tiếp theo cái ý kiến của một người khán giả này đây quý vị. Chị cứ đăng lên vui vẻ hạnh phúc, họ vào chửi mặc kệ. Nó chửi mình, nó lãnh bớt nghiệp của mình. Chỉ có những kẻ không hiểu được cái chữ khẩu nghiệp nặng như thế nào mới vào chửi bới người khác, trong khi người khác không động đến cái bát hương hay là gia phả của nhà mình. Cái trò bày đàn chỉ dành cho cái lũ chờ o cho sắt, nó mới bày đàn đi cắn dại. Cứ để cho bọn mất dạy này nó lãnh bớt cái nghiệp của chị đi chị. Nó chửi chị, trù rủa con cháu của chị vì binh vực kẻ khác, nhưng nghiệp của nó là nó sẽ gánh. Trong tất cả các tội, tội nặng nhất là tội đem con nít ra để trù và rủa, và đem bệnh tật của người khác ra để mà chế giễu. Trong khi phàm là con người, ai cũng phải trải qua cái đau bệnh. Không bệnh này thì cũng bệnh khác. Loại mà đem cái bệnh của người ta ra để nói, loại mà vô đạo đức, mà cứ suốt ngày cho rằng mình là người có đạo đức nên binh vực con vô ơn, thiệt là nực cười. Thì có khán giả vô nói như thế đó quý vị. Thì những cái lời lẽ mà chửi tôi thì tất cả tôi tin rằng những người mà khán giả mà theo dõi trên cái Facebook của tôi đó quý vị thì cũng đã đọc được những cái lời lẽ đó quý vị. Đó. Và tại sao cái Facebook là nó không phải là một cái Facebook chính để cho tôi sử dụng. Cái chính của tôi để tôi trả lời bình luận đó quý vị, đó là cái YouTube của tôi quý vị. Thì cái em Mã Lai mới nói rằng là đăng lên mà không dòm vô trong cái bình luận của mình, toàn là chửi. Trong khi đó là cái Facebook tôi không có quan tâm. Nếu như mà tôi quan tâm là tôi chặn hết thì không thể nào chửi được quý vị. Nhưng tôi để đó, tôi để đó vô cho chửi tôi quý vị. Rồi sẽ có một ngày uống trà quý vị. Sẽ có một ngày đó, các anh áo xanh mời lên uống trà, rồi lúc đó mới biết là những cái lời mà xúc phạm người khác ở trên mạng nó không chỉ là trên mạng đâu nha quý vị. Nó không chỉ những cái lời mà tức giận hay hùa theo hay binh vực người khác để mà chửi rủa người khác, nó không đơn giản mà như vậy đâu quý vị. Nhất là cái vấn đề mà đem cái bệnh của người khác ra để mà chửi. Thì trong cái cuộc sống á, là cái em này nói á, là con người
ai cũng trải qua cái bệnh tật hết, không bệnh này cũng bệnh kia trong cái cuộc đời của họ đó, mà đem cái bệnh tật của người khác ra chửi rủa. Trong khi đó là có cái kênh của các em Thám Tử Lùn đó quý vị, cũng có một căn bệnh nhưng đem bệnh của tôi ra để chữa rủa. Rồi thử xem là cái bệnh của tôi đem ra rủa như vậy tôi vẫn sống khỏe mạnh, nhưng bản thân của em ấy để xem coi sống được bao lâu quý vị, cứ đem chữa rủa người khác. Và cái vấn đề là nhất là con nít, làm gì làm là con nít không đụng chạm tới nha quý vị, mà dẫn vô tấn công chửi cả con nít quý vị, thì những cái con người đó cứ mở miệng ra nói là đạo đức, mở miệng ra là nói nghiệp, mở miệng ra là nói sân si. Nhưng thật ra là cái bản thân của mình là người sân si, bản thân của mình là người đi gieo cái nghiệp, chứ không phải là ai khác. Tại tự động vô cớ, trong khi là em này nói nè, là vô là chửi bới người khác, trong khi họ không đụng đến cái bát hương gia phả nhà của mình. Đó, người ta không đụng chạm tới mình nhảy vô mình chửi người ta, đó là mình đang sân si và mình đang gieo nghiệp đó. Vậy đó mà dạy người khác làm đạo đức quý vị, nó rất là ngộ vậy đó. Chị cảm ơn em rất là nhiều nha, em dễ thương nè. Có một khán giả gửi cho tôi, tức là nói là em Mã Lai á, giống y như là cái em mà Anna Bắc Giang, em mà Hot Girl Bắc Giang. Ai còn nhớ cái vụ mà Hot Girl Anna Bắc Giang không quý vị? Cái vụ mà lừa đảo mà tới mười mấy tỷ đó quý vị, mà thuê cả cha mẹ để làm cái đám cưới luôn nha quý vị. Thì bây giờ tôi chia sẻ đến tất cả mọi người, để sau này ví dụ như nhiều người trên cộng đồng mạng mà hối thúc quá, mà nói quá, coi chừng là em Mã Lai này sẽ thuê luôn bố mẹ và thuê nhà luôn nha quý vị. Đó, thì giống y như là cái em Anna Bắc Giang này đây quý vị. Đó, thì thuê luôn cả cha mẹ để mà làm đám cưới, mà trong khi đó là nhà ở quê Bắc Giang rất là nghèo khổ quý vị, mẹ rất là nghèo. Đó, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ một cái bài báo cho quý vị nè. Diễn viên VTV nói gì khi được cái ông bố của Anna Bắc Giang, người đàn ông được cho là bố của Anna Bắc Giang, lừa đảo 17 tỷ đồng, là diễn viên từng xuất hiện trong cái bộ phim Sinh Tử do VFC sản xuất. Về không? Thuê toàn là những người diễn viên không, mà trong khi đó hiện tại bây giờ là em Mã Lai cũng chơi toàn là diễn viên với nghệ sĩ không rồi quý vị. Mốt mà thuê mà cha với mẹ, đóng vai cha với mẹ cũng đâu có gì khó. Giống y như là cái em mà Hot Girl Bắc Giang này đây quý vị. Đó, đọc tiếp nè. Mấy ngày qua trên mạng xôn xao, dậy sóng với cái vụ, trước cái vụ cú lừa thế kỷ của một cô gái. Anna Bắc Giang sanh năm 95, mới sanh năm 95 thôi mà nó khôn tới cỡ đó đó quý vị. Quê ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang. Rất nhiều người lên mạng tố cô Anna này dựng lên những cái kịch bản như phim lừa gia đình bên chồng là 17 tỷ. Ghê không quý vị? Cụ thể cách đây 3 năm, cô được cho tổ chức cái đám cưới với một cái thiếu gia tại khách sạn sang chảnh bậc nhất ở Hà Nội. Facebook có cái tên là NL. Tố cô đã tiếp cận gia đình với cái vẻ giàu sang hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai để thể hiện sự hiểu biết và tài sản xa xỉ đắt tiền. Ghê không quý vị? Ảnh này là được chụp trong cái lúc đám cưới, là cái cô Hot Girl Anna này với cái người chồng của chị là NL che mặt lại rồi nha quý vị. Đó là cũng con một đại gia với một xế hộp bạc tỷ được Anna thuê trong cái ngày lễ trọng đại, tức là thuê luôn cái xe này. Cô thuê trong cái ngày lễ trọng đại, tại vì cái dịch vụ mà cho thuê xe Rolls Royce rồi ở Sài Gòn là có đầy quý vị. Cho thuê này rất là có đầy, nhất là những người mà dùng để đi lừa đảo người khác là hay dùng những cái này đây quý vị. Mà phải nói sang năm 95 mà lừa được 17 tỷ, nguyên cả một cái gia đình mà người ta giàu có, giàu kinh nghiệm như vậy mà nó vẫn lừa được, tức là nó rất là thông minh quý vị. Nhưng sao, cỡ nào đi chăng nữa rồi cũng vô trong nhà đá quý vị. Rồi tiếp theo, chị L cho biết cái đám cưới giữa cái cô Hot Girl với cái người chồng của chị rất xa xỉ. Khách mời của cô lên đến vài trăm người, rồi của hồi môn là một chiếc xe Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ. Thậm chí cô còn thuê khách mời, thuê diễn viên, giả làm người cha, tài phiệt, dắt cô dâu vào lễ đường. Ghê không quý vị? Thuê luôn một cái người diễn viên để mà làm cha của mình đó quý vị. Rồi đọc tiếp. Tôi không quan hệ gì với cô dâu, tức là cái người cha sau khi mà bị công an bắt đó quý vị, công an điều tra thì cái người cha đó đó mới là nói với lại công an, khai với công an là tôi không có quen biết gì hết. Qua cái đoạn video ghi hình trong đám cưới, người được xem là cha của cô dâu là người dắt tay cô dâu ở lễ đường, là một diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim Sinh Tử do VFC sản xuất. Hình ảnh được cho là đám cưới của Hot Girl lừa đảo 17 tỷ đồng trả lời với báo giao thông. Ông T, nhân vật trong cái clip và nhiều bức ảnh lan truyền ở trên mạng, xác nhận mình là người đàn ông dắt cô dâu vào lễ đường. Tuy nhiên, ông khẳng định mình không liên quan và không hề quen biết chuyện liên quan đến cô gái này. Sau khi đám cưới kết thúc, tức là thuê nhiệm vụ, thuê là làm cha, là xong cái đám cưới đó là coi như là kết thúc đó.
Cái người diễn viên đó trả lời như thế này đây quý vị: tôi chỉ đi đóng vai cho công ty tổ chức sự kiện làm thuê. Tôi không hề có quan hệ gì đến cô dâu từ sau khi tổ chức đám cưới, nên không liên quan đến vụ việc lừa đảo, ông Tê cho hay. Khi được hỏi về cái số tiền thù lao, ông Tê nói rằng công ty tổ chức sự kiện đứng ra trả cái số tiền đủ tiền xăng xe, chứ không có nói rõ là số tiền bao nhiêu nha quý vị. Một người từng tham gia tuyển chọn diễn viên cho VFC cho biết ông Tê đã từng tham gia các vai quần chúng như là khoảng 3 năm nay, không thấy xuất hiện trên các đoàn phim. Chia sẻ trên Dân Trí, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư, phân tích lừa đảo là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Với cái hành vi gian dối này, nói tóm lại lý do tại sao tôi chia sẻ cái này, tức là đến nỗi mà cái đám cưới mà nó còn lừa là khách mời mấy trăm người luôn quý vị, mà đó là trả tiền đó quý vị, trả tiền cho họ đi làm cái khách mời làm tới mấy trăm người, rồi cái người cha mà dắt vô trong cái lễ đường cũng là thuê luôn quý vị. Mà cái em này nhiêu, mới sinh năm 95 mà trong khi đó là cái em Mã Lai này sinh năm 80 mấy, tức là nó già độ hơn rất là nhiều quý vị. Thì thử hỏi quý vị nè, có một vị khán giả gửi cho tôi như thế này nè: dịch vụ làm giàu chỉ tốn 20k thôi, từ 4 năm trước là đã có cái dịch vụ này rồi, tức là ăn uống xịn sò, chụp những cái tấm hình xịn sò, những cái video xịn sò chỉ tốn có 20k là sống ảo đó, giàu ảo đó quý vị. Rồi bây giờ tôi cho mọi người xem cái này nha quý vị. Đối với nhiều bạn trẻ thì việc sống ảo trên mạng xã hội có lẽ không còn chỉ là một việc vui đùa mà đã được nâng tầm lên thành kỹ năng sống. Có hẳn một ngành dịch vụ đang ngày càng phất, đó là chuyên làm giả sự giàu có. Chỉ cần có số tiền là 20.000 đồng, quý vị và các bạn đã có thể mua một clip sống ảo mà trong đó bạn sẽ được đóng vai nhân vật chính, tiền nhiều như nước. Dịch vụ trên hiện đang thu hút rất nhiều khách hàng trẻ nhưng cũng gây ra không ít những tranh cãi. Mỗi khi lướt web lại gặp phải những bài viết khoe khoang của bạn bè nhưng lại không đủ tài chính mua siêu xe hay đi du lịch để làm họ ghen đến phát hờn, thì có lẽ bạn đang nằm trong tầm ngắm của những người làm dịch vụ giả vờ giàu có. Những người làm dịch vụ sẽ ghép giọng của bạn vào các video ở góc nhìn thứ nhất. Trong chớp mắt, bạn nhanh chóng biến thành một tay chơi bên những cọc tiền dày cộp, biệt thự xa hoa tại bãi biển Hawaii tuyệt đẹp. Thậm chí người ta có thể ghép họ tên, ngày sinh của bạn vào hợp đồng mua bán siêu xe hoặc bất động sản ở Dubai hay Bali. Đó, thì quý vị xem đi. Thì rất là đơn giản, có một cái là vậy, chỉ cần tốn có 20.000 đồng thôi là mình đã có những cái tấm hình ảo của mình là đi du lịch khắp nơi luôn, sống tiền ảo, rồi làm những cái mà họ tên của mình ký trên cái hợp đồng mua xe luôn quý vị. Đó, thì cái việc này là sao? Là cái em Mã Lai này nó là như vậy, nó đang dùng như vậy. Chứ nếu như mà con người ta mà đàng hoàng là gia đình người ta đưa lên mà toàn là chỉ đưa lên trên mạng và toàn là ảo thôi quý vị. Quý vị có nhớ là cái đoạn video clip mà nói là đang đi ăn Tết ở Hồng Kông không quý vị? Đó, mà quay chỉ có 29 giây, nửa đêm, không có bóng người nào hết, mà không có cái mặt mình luôn. Thay vì ví dụ như có cái mặt của mình đang ăn Tết ở Hồng Kông như thế này, còn không, chỉ quay cái cảnh thôi, cái ghép cái tiếng nói của mình vô đó quý vị. Thì cái chuyện này nó rất là đơn giản. Rồi cái thứ hai nữa là cái hầm rượu á. Cái hầm rượu là cái hệ thống rượu vang của người ta, vô nói lau chùi ngay chỗ này đó. Thì khán giả, những người fan mà mù quáng đó quý vị, vô nói nhà của em Mã Lai hả, rồi khách sạn em Mã Lai hả. Đó, thì tôi mới đưa lên là đó là một cái hệ thống rượu vang của người ta quý vị. Và sao? Cái người nào đó tôi cũng biết nữa. Hoặc là có thể là lên lấy một cái clip của cái người nào đó ở trên mạng, quay xong bắt đầu cái là đăng lên. Nó đâu có hình ảnh của mình ở trong đó quý vị. Đó, chuyên môn sống ảo như vậy. Và những người thích sống ảo, và những người mà đi thuê, thậm chí là thuê cha mẹ luôn. Cho nên là quý vị á, nếu như mà dồn ép quá là coi chừng là em Mã Lai sẽ thuê cha mẹ đó quý vị. Rồi thuê luôn cả nhà và thuê luôn cả siêu xe, đồ Rolls Royce vẫn thuê được mà. Đó, đó cái em mà hot girl Bắc Giang đó quý vị. Thuê xe Rolls Royce luôn để làm cái quà cưới luôn, mà trong khi đó là xe thuê, ghê không quý vị? Thì có cái gì nó làm không được, mới sinh năm 95 thôi. Còn đằng này em này sinh năm 80 mấy là nó già độ lắm rồi, thì cỡ nào nó không làm được quý vị. Cho nên là trước sau gì con người ta, quý vị hãy nhìn thật cho thật là kỹ. Những cái người mà chuyên môn sống ảo ở trên mạng và gia đình không rõ ràng là chuyên là đi lừa đảo thôi quý vị. Đó, cái em Anna Bắc Giang này đùng ra một cái mới biết là nhà mẹ rất là nghèo, nghèo ơi là nghèo luôn, mà quen một cái nhà bạn trai đó nhà giàu, tới tặng tàn những cái món quà xịn sò không à. Đó, thuê xe những cái xe Rolls Royce, mà công nhận nó cũng hay, có cái là không biết nó kiếm đâu ra tiền để nó thuê những cái xe Rolls Royce quý vị. Tại một khi mình thuê á, thuê xe là mình phải có đặt cọc quý vị, cái xe đắt giá dĩ nhiên mình phải đặt cọc nhiều tiền hơn. Đó, nhưng mà cái em Bắc Giang này á, là tới tặng quà cho những người mà quen ở bên gia đình chồng đó quý vị, bắt đầu mượn tiền. Tại vì xài xe Rolls Royce mà nói bây giờ kẹt tiền em lấy hàng cái gì đó, em cần 2 tỷ, 3 tỷ gì đó,
là chiều em trả ấy là đưa liền quý vị, trong dòng họ của cái bên chồng đó là ai cũng giàu hết trơn. Cho nên cái vấn đề mà lừa đảo hiện tại bây giờ trên mạng rất là nhiều, nhất là tạo cho mình cái hình ảnh ở bên ngoài là giàu có nha quý vị. Rồi thêm một cái ý kiến của khán giả đây quý vị. Anh chúc em được dồi dào sức khỏe, tấn tài tấn lộc, bình an, nhất là em gái luôn luôn xinh đẹp, mãi là bà nội xì tinh. Lên nhiều clip hay nha em gái. Người ta gọi em là cá bảy màu là sai rồi. 9 màu hay 11 màu gì đó em gái, màu nào cũng đẹp. Tóc nè, môi nè, mắt nè, má nè, bông tai nè, cái nơ, móng tay nè, móng chân nè, áo nè, nè, còn nhiều hơn nữa phải không em gái? Em gái mãi đỉnh kha kha kha. Dễ thương quý vị. Gọi là cá bảy màu thì nó không phải là bảy màu. Đó, anh trai này nói là từ 9 màu cho đến 11 màu mà màu nào cũng đẹp quý vị. Màu nào cũng đẹp hết trơn à. Thấy không? Bởi cho nên là chỗ nào là cá bảy màu rồi xong bây giờ tới con tắc kè bông thì cắt kè bông nó cũng đẹp hơn là có con cắt kè có một màu. Đúng không quý vị? Cái nào mà nó đa dạng màu là dĩ nhiên nó phải đẹp hơn. Bà nội trên người của tôi hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều màu quý vị. Một cái đầm là màu khác nè. Rồi một cái dòng của tôi là trong đây là dòng này là nó có hai màu là thành hết ba màu rồi. Thêm một cái nhẫn của tôi màu trắng đây quý vị. Đó. Thêm cái nhẫn của tôi màu trắng nữa thì nó sẽ là bốn màu. Cái đồng hồ là năm màu đúng không quý vị? Cái nhẫn bên đây là sáu màu. Đó. Thì môi bảy màu, tám màu, thêm trên đây nữa thì dĩ nhiên có tới mười mấy màu chứ làm sao bảy màu đúng không quý vị? Trời ơi, một cái ý kiến của anh rất là dễ thương, cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc anh là năm mới được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an, phát tài nha. Rồi tiếp theo đây quý vị, cái tiền mà chuyển ra chuyển vô hồi cái lúc mà cái em mã lai á, là chuyển mà cái tiền thuê nhà tháng 2 đó quý vị, mà nó có ba người chuyển đó là 43 triệu, rồi 23 triệu, rồi 140 mấy triệu hay gì đó, mà có ba người chuyển. Thì ở dưới đây có một cái khán giả của em ấy vô bình luận nói như thế này đây quý vị. Chắc cái con mi sụn củ chi chuyển cho chị ăn Tết chứ không phải là tiền thuê nhà gì đâu chị. Thì cái em ở live mới vô trả lời chắc vậy á, kha kha kha. Rồi tiếp theo có một vị khán giả khác nói như thế này. Chị à, chị đăng cái xì ta tút như vậy, rồi cái con cá bảy màu nó nhảy dựng lên, nó lấy hình ảnh của ai đăng lên nữa giờ, kha kha kha. Thật ra là cái số tiền đó làm gì phải nhảy dựng ta? Số tiền đó làm gì phải nhảy dựng? 8.000 tỷ là chị không có à? 8.000 tỷ là tôi không có nha quý vị. Còn đồ mà cái số tiền mà mấy trăm triệu đó với tôi búng một phát một thôi quý vị. Đó. Mà nói là chắc là chuyển cho chị ăn Tết. Thì đại gia vì 8.000 tỷ mà có mấy trăm triệu đè đi nổ, đè đi khoe lên trên cái mạng xã hội liền quý vị. Thì 20 mấy triệu, 40 mấy triệu với 100 mấy là tổng cộng nó chưa được 300 triệu nữa quý vị. Tổng cộng cái số tiền của nó chỉ có 230 triệu thôi. 230 triệu thì nó đâu có đáng bao nhiêu đâu mà gọi là con cắt kè bông nó nhảy dựng lên quý vị. Làm sao mà nhảy dựng lên được? Cái con cắt kè bông mà nếu như mà đưa cái số tiền mà chuyển 8.000 tỷ, trời ơi nó hết hồn, nó té, nó xỉu luôn á. Còn cái vấn đề mà đồ có mấy trăm triệu là con cắt kè bông nó búng một phát một luôn á. Đó, búng một phát một luôn đó quý vị. Đây là cái số tiền này đây nè quý vị, chỉ cần một phát một thôi. Tại vì chuyển tiền á, trong cái hệ thống ngân hàng mà chuyển online đó quý vị thì nó không quá 500 triệu quý vị, nó phải dưới 500 triệu. Cho nên chỉ chuyển là 499 triệu thì được. Ví dụ như 2 tỷ là mình phải chuyển 4 lần nha quý vị. Còn 5 tỷ mình phải chuyển 10 lần nha quý vị. Đó. Thì đồ cái số tiền mà nói đồ có 200 mấy chục triệu là đâu cần chuyển nhiều lần, một lần búng phát một là có thôi. Làm sao nhảy dựng lên được? Em phải động viên và tất cả những người fan của em mã lai á phải động viên. Mà cái tên này nó cũng hay quý vị. Cái tên mã lai giờ tôi thấy nó không hay nữa, mà cái tên Kuma Thòn. Em 8 vlog á, em nói là cái tên Kuma Thòn đó, cái tên này rất là hay nha quý vị. Đó, thì cái em Kuma Thòn này đó quý vị, mà nếu như mà chuyển cái số tiền 8.000 tỷ luôn cho con cá bảy màu té xỉu cái rật liền quý vị. Còn đồ cái số tiền 200 mấy chục triệu rồi có gì đâu mà con cá bảy màu nó phải nhảy dựng lên, đúng không quý vị? Đúng là cái đồ nổ, mà nổ không giống ai chưa. Thêm một cái vị khán giả nữa đây quý vị. Quang hô người em mạnh mẽ, cứng rắn trước dông bão của cuộc sống. Một mình em chống trả một lũ côn đồ, mi sơn giỏi lắm, chúc mừng em nhé. Hề lê lết ở tận trời Tây, mang danh nghĩa ở một đất nước văn minh, mà ăn nói mày tao mày tớ y như một lũ côn đồ, cũng xí cái mỏ vô để kiếm ăn tiền YouTube. Em dạy nó nghe đã cái lỗ tai quá, ráng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục lên lớp cho tụi nó. Sáng mắt sáng lòng nghe mi sơn. Cảm ơn anh trai rất là nhiều. Thật ra là nếu như mà đặt cái trường hợp á, mà giống y như em mã lai mà nằm vô trong cái vị trí của em đó anh, là chắc nó nhảy dựng lên nó chết mất tiêu rồi đó. Tại vì em mã lai đó đó quý vị, chỉ có một mình tôi lên nói phân tích thôi.
mà còn nhảy dựng lên tới cỡ đó, huống chi mà đến mấy chục kênh YouTube mà vô phân tích kiểu này là nó nhảy dựng lên nó té xỉu liền hả anh? Cho nên là một lũ, cứ để một lũ đó đi anh, một lũ nó vô nó tấn công, nó côn đồ với em đi anh, thì làm gì làm, đất nước Việt Nam mình có pháp luật mà anh, đúng không nè? Cảm ơn anh rất là nhiều nha, em vẫn khỏe, vẫn mạnh mẽ. Rồi thêm một cái ý kiến này đây nữa nè quý vị. Một con đờn bà, có cả đờn em, ba đứa, rồi chỉ đạo cho vô nhà người ta cướp, rồi ôm cái kép sắt chạy. Và một con đờn bà có 5 đứa con mà bỏ mặt con của mình để đi lo cho con đờn bà khác có 5 mặt con. Ai có bản lĩnh tiêu diệt ý chí của ẻm vậy trời? Không một ai nhé. Vì những gì ẻm làm, không một con đờn bà nào có thể làm được. Ok man. Đúng rồi, đồng ý. Tại vì cái ý kiến của cái em này đó quý vị thì rất là hay. Tại vì những cái việc làm của em ấy là không thể người đờn bà nào làm được. Không có người đờn bà nào có thể làm được như em ấy. Không bất kỳ một người nào có thể tiêu diệt em ấy được. Cho nên rất là hay. Một người đờn bà bỏ 5 đứa con của mình đi chạy lo cho một người đờn bà khác có 5 mặt con. Hay, công nhận câu nói của em rất là hay. Đồng tình nha quý vị. Thì những cái người mà bản lĩnh như thế này ai có thể tiêu diệt được quý vị? Con của mình mà nó còn bỏ được thì ai có thể tiêu diệt nó được đâu. Quá giỏi. Cho nên là những cái người này phải nói là ok, chuẩn man luôn quý vị. Là chuẩn man đó quý vị. Ghê hồn. Rồi thêm ý kiến của một vị khán giả nữa nha quý vị. Coi và xem xong cái clip, cảm thấy thương con quá Mi Sơn ơi. Đúng là con có một tinh thần thép, kệ tụi nó. Càng chửi mình càng mạnh giỏi và càng xinh đẹp nha cháu. Hôm trước cô xem cái clip con đi đám cưới ở gần nhà của má cô đó. Vậy là cô ở Củ Chi đây quý vị. Đó. Thì phải nói rằng là con cảm ơn cô rất là nhiều, tinh thần thép. Dạ, thật sự ra trong mấy tháng nay con là tinh thần thép đó cô. Họ càng chửi mình thì mình càng khỏe mạnh nha cháu. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Củ Chi mà, cô gái đất thép thành đồng mà quý vị. À, con là du kích Củ Chi mà cô ha. Tại vì khi mà sinh ra một người con mà những người phụ nữ mà sống và lớn lên trên cái mảnh đất thép Củ Chi này đã từng trải qua bom đạn đó quý vị. Mặc dù tôi đã sinh ra thời bình rồi, nhưng mà thời ông bà còn là thời du kích Củ Chi nha quý vị. Cho nên tôi rất là tự hào tôi là một người dân Củ Chi. Con cảm ơn cô và cô cũng vậy, dân Củ Chi của mình nha. Rồi thêm một vị khán giả hỏi về cái vấn đề làm YouTube đây quý vị. Em chào chị, em ở Bến Tre. Em muốn tạo ra một cái kênh YouTube quay về cuộc sống miền quê em, nhưng em không biết cách tạo kênh. Em chỉ có một cái điện thoại để sử dụng. Em nhờ chị chỉ cho em cái cách tạo kênh YouTube. Em có thể hướng dẫn trên Google nhưng không hiểu. Em làm theo thì không được. Em nhờ chị hướng dẫn giúp em. Em cảm ơn chị nhiều. Thật ra là chị cũng không có giỏi về YouTube đâu, tại vốn dĩ chị không phải là làm nghề YouTube. Thì có cái cách chị biết như thế nào thì chị chỉ em thế đó nha. Tức là đầu tiên là em lên trên cái YouTube, em vô trong cái kênh của em Thế Tâm hoặc là em Sĩ Tâm, thì hai em này là sẽ chỉ cho mình cái cách để tạo cái kênh YouTube và sẽ chỉ cho mình cái cách để mà mình đăng ký về bên YouTube để mà được nhận quảng cáo đó. Thì khi mà em vô trong đây thì em Thế Tâm sẽ chỉ tất cả. Em muốn là cắt ghép video nè, rồi em muốn là bật kiếm tiền nè, rồi em muốn là tạo cái video như thế nào để cho khán giả thu hút nè, thì cái em Thế Tâm này và em Sĩ Tâm này sẽ chỉ cho em cái cách rất là dễ hiểu. Hồi đó chị cũng không biết, chị vô hai cái kênh này để chị học từ từ nè. Chị già vậy chị còn học được, huống hồ chị em. Cho nên là chị chúc em là sẽ thành công nha. Chia sẻ những cái hình ảnh cuộc sống miền quê của mình. Thật sự ra là tôi đó quý vị, tôi rất là thích chia sẻ những cái cảnh ở miền quê. Nhưng mà tôi thì tôi ở nhà không, tôi không có đi ra ngoài được quý vị. Tại vì tôi không có đi ra nắng, thì làm sao tôi quay được những cái cảnh mà giống y như những cái kênh YouTube khác mà chia sẻ cảnh đồng quê đi bắt cá rồi này kia đó quý vị. Lâu lâu tôi đi một lần thôi, mà tôi đi ra ngoài là tôi che nắng dữ lắm, tôi đâu có lội sình lội bùn được đâu quý vị. Còn nếu như những người khỏe mạnh mà làm được á, thì những cái kênh này á, dành cho những người xa quê xa xứ, hoặc là dành cho những người mà họ lao động về mặt trí thức đó quý vị. Họ lao động về cái não của họ nhiều quá, thì khi tối về họ thích coi những cái YouTube mà về miền quê, chứ họ không có thích coi những cái YouTube mà chửi qua chửi lại nha quý vị. Chính bản thân tôi cũng thích xem những cái YouTube mà chia sẻ về cuộc sống. Cho nên là chị giúp em thành công nha. Rồi thêm một ý kiến của khán giả nữa quý vị. Chị ơi, cái kênh này chửi chị bằng những lời lẽ không có dẫn chứng rõ ràng, vừa chào câu đầu là không nghe nổi nữa. Em nghĩ bỏ qua thôi, có nhiều kênh cũng công kích chị. Không muốn, chị thấy nhiều mệt đầu, nhưng quá kệt cỡm khi lên kênh và kéo cả những lãnh tụ tối cao của đất nước vào để tân bốc con vô ơn.
ghê không thể tả cái danh dự được các lãnh đạo. Hồi lúc còn sống, cả cố nghệ sĩ còn không được cái danh dự đó. Mà bây giờ con vô ơn nó là ai? Nó là cái gì mà được cái vị trí trí tặng quà ghê vậy? Đây liên quan đến chính trị rồi. Chị có thể gửi đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm định không? Để tân bốc một ai đó thì không có sai, nhưng lôi cả lãnh đạo đất nước vào thì không chấp nhận được. Chị lên tiếng về việc này nha chị. Thì biết cái vụ gì không quý vị? Thì cái vụ mà có một cái kênh, mà cái kênh đó kênh là... À nhớ rồi, cái kênh đó là kênh Hàng Độc Full quý vị. Chia sẻ về cái vấn đề mà nói là cái em Mã Lai là được là quà tặng của chính phủ đó quý vị. Là quà tặng một bộ bát đĩa, một bộ ấm trà của chính phủ đó quý vị. Thì lên tân bốc kêu tất cả những tên của lãnh đạo đất nước cao nhất mà vào tặng quà cho cái em vô ơn này và cái em Mã Lai này quý vị. Thì em này mới nói là hồi cái lúc còn sống thì cố nghệ sĩ còn chưa, quý vị, còn chưa nhận được cái danh dự đó. Thì cái em vô ơn này là ai mà được nhận quà từ chính phủ, rồi thủ tướng chính phủ quý vị. Cái kênh Hàng Độc Full này là cái kênh phản động ở nước ngoài nha quý vị. Cho nên đừng có vô đó mà bình luận lung tung là thế nào. Nó ở nước ngoài thì nó chạy thoát, còn mình là cái người bình luận đi vô trong đó, mình ở Việt Nam là thế nào cũng bị mấy anh áo xanh dịnh lên uống trà nha quý vị. Đừng có vô cái kênh này để mà nghe. Tại vì là đưa vô như vậy là xúc phạm, là phản động quý vị. Không thể nào mà một cái người mà lãnh tụ lớn của đất nước mình mà đi tặng quà cho những cái đứa vớ vẩn như thế này quý vị. Cho nên là cái này á hả, thì chị chỉ đưa lên chia sẻ thôi. Còn cái kênh này là An Ninh Mạng Việt Nam mình là không làm gì được nó, tại vì nó ở nước ngoài và nó là kênh phản động, em hiểu không? Rồi thêm cái ý kiến này của khán giả này quý vị. Bắt đầu bên phía vô ơn với lại phía con Mã Lai. Nó biết cái phần pháp lý bên nó bị bất ổn. Bây giờ là hai tụi nó chơi chiêu, lấy cái tiền bán bữa giờ cho bên tụi YouTuber, cho cái thằng ca sĩ với cái đám sáng tác nhạc để công kích bên phía mẹ con của bà Sáu, làm như là chị Ba Lùng với lại anh Hai. Hai cái đứa này nó thấy không ổn nên nó né trước rồi. Trước giờ con thấy ít có đi ăn chung lắm. Nếu tò xử con vô ơn nó thua, con nói với cô là trong người của nó không còn một xu dính túi. Nghe lời con Mã Lai cho tụi YouTube với lại ca sĩ hết rồi. Bởi người ta nói không có máu mủ thì nó mới hành động như vậy. Trước lúc chú còn sống, không có chơi Facebook hay bất cứ liên quan gì đến mạng xã hội. Dù trả nợ cho em của ổng, biết em ổng cờ bạc quậy nhưng không ai dám nói động tới em của ổng khi ổng còn sống. Con vô ơn nó bôi tro trét trấu cho một cái con không còn cái gì. Giờ nguyên cái nước Việt Nam ai cũng biết, thấy thắc mắc và mắc cỡ giùm cho chú. Một đời là nghệ sĩ, một đời làm nghệ thuật, ráng giữ kín tiếng bao nhiêu năm, đúng là không có máu mủ mới làm như vậy. Chứ mà là máu mủ, người ta suy nghĩ dù gia đình ba của người ta chủ yếu làm sáng tỏ mọi việc tài sản, ngày ra tòa xử thôi. Lần này nó triệt luôn con đường sống của gia đình của bà Sáu và ông Bảy. Tính ra con này nó ác hơn cái chữ ác nữa đó cô. Để ráng chống mắt lên năm đứa con của nó sống ra sao. Không phải con ác cái miệng mà trù con của nó. Nhưng cái này là quy luật rồi, cha mẹ làm thì con cái gánh. Về già khi không giúp được gì con nó, nằm đó coi con nó trả quả cho những gì mẹ nó làm cho người ta. Con thì cái tính không thích dòm ngó chuyện nhà người ta. Nhà con đi tới nhà của nó chỉ cách 5 phút. Bữa giờ đi ngang thấy nó bán cũng vắng lắm, không có đông như mấy tháng trước. Mỗi lần đi ra chợ ai cũng đùa cợt vụ khoai lang 45k một ký của nó. Mà người ta nói cái câu thấy tội cho chú, con của ông cố nghệ sĩ bán khoai 45.000 một ký, rồi người ta cười lên. Con vô ơn hết thuốc chữa vì đồng tiền mà bất chấp. Ai người ta cũng nói ba nó chết ung thư vậy, mà nó lấy cái bệnh của cô ra để mà rủa chọc ghẹo cười ha hả ở trên mạng. Em ruột của ba nó mà nó triệt tận cùng luôn. Bữa cái tập nào con quên rồi cô, mà nhà báo ít có viết về nó. Tới bữa đó nó bỏ tiền ra cho cái thằng nhà báo, sáng mai là cái thằng đó viết đăng lên Facebook nói liền. Thì qua cái vụ việc này nè, thì tất cả những cái kênh YouTube mà tại sao là trong đây á, là nói là nó lấy tiền bữa giờ, tiền lời của nó là nó cho YouTube với lại cho ca sĩ và cho những cái người sáng tác nhạc và thậm chí cho những người làm phim. Để mà đứng lên binh vực nó thì cái này cũng có thể lắm, con nói cũng có thể đúng. Còn nói về cái chị Ba Lùng với lại cái ông anh Hai là cảm thấy không ổn là né nó từ bữa tới giờ, ít có đi ăn chung lắm, thì thật sự có. Khi mà ra lùm xùm cái này, từ khi mà cái vụ mà nó lộ cái ghi âm đó quý vị, thì quý vị thấy không, Tàn lên diễn mà diễn được mấy lần thôi, còn bây giờ là
quý vị có thấy họp mặt nữa không quý vị? Có thấy họp mặt ở trên mạng mà đi ăn đi uống đồ này không? Đó là bằng mặt không bằng lòng. Né hết rồi quý vị. Đâu có ai ưa ai đâu mà bây giờ nó đã lộ ra những cái tin nhắn nó vậy. Làm bộ thì nói không có vấn đề, nhưng thật sự là trong bụng nó đã ghim nhau hết rồi. Không nào thích chơi nào hết, cho nên là nó né. Còn nói vấn đề là lúc còn sống á, là anh cố nghệ sĩ không có dùng mạng xã hội, mà bây giờ nó dùng mạng xã hội, nó lấy cái hình ảnh của ba nó ra để mà nó bán hàng online. Nổi mà cái vụ khai lang không, mà đi ra chợ là người ta đã nói, người ta cười xì xầm rồi, thì có phải là nó mang tiếng cho cái người cha nó chết không yên không quý vị? Đó, nó đang lợi dụng trên cái thể xác của ba nó để nó trục lợi, để nó mua bán như vậy đó quý vị. Đó, thì còn cái vấn đề mà con nói là nó biết ba nó là bị bệnh ung thư mất, nhưng mà nó lại đem cái bệnh của cô ra để nó đùa cợt, để mà nó cho tất cả các YouTube để mà chửi rủa cô, thì còn đó con. Thường ta hay nói câu là còn đó chó chưa ăn. Vì cái tuổi mới 30 mấy tuổi thì làm sao nó lòi ra bệnh quý vị. Ai khỏe mạnh thì 30 mấy tuổi nó chưa lòi ra bệnh đâu. Bước qua tuổi 40 trở đi thì bắt đầu nó sẽ lòi ra bệnh. Nó không bệnh này cũng là bệnh kia. Cho nên sống như thế nào trời phần người ta nhìn thấy hết hả con. Còn mà cái em mà viết báo, mà viết báo mà chơi thân với lại cái anh Nguyên Gió đó quý vị, thì cái em đó là mới đầu thì tôi thấy viết cũng hay, nhưng sau đó rồi bắt đầu là tôi thấy viết hơi lố quý vị, tân bốc nó hơi lố. Thậm chí là chưa có biết cái em này là ai mà viết làm như giống như là biết thân thuộc từ nhỏ cho tới lớn, cho nên là hơi lố. Nó lố quá cái thành diễn. Cho nên tất cả những người mà tiếp xúc với lại cái em vô ơn này đó quý vị, là biết hết tình hình trong gia đình và cuộc sống của em này, và người em này, cái bản tính của em này như thế nào biết hết, nhưng vẫn viết ra những cái lời lẽ đó là sao? Là một con người sống hai mặt quý vị. Họ sống không có thật, họ thích diễn thôi quý vị. Tiếp những cái lời của khán giả, có rất là nhiều ý kiến của khán giả nha quý vị. Và phần 85 ngày hôm nay đó quý vị thì không thể nào chia sẻ hết được, tại vì thời gian nó có hạn thôi quý vị. Mà có rất là nhiều ý kiến của anh chị em khán giả để lại quý vị, có rất là nhiều luôn, cho nên tôi sẽ chừa lại phần 86. Tôi sẽ chia sẻ và đọc lên những ý kiến của anh chị đóng góp trong cái drama này, và ý kiến của anh chị trong cái drama này nha quý vị. Phần 86 tôi sẽ chia sẻ tiếp, còn bây giờ phần 85 tôi kết thúc ở đây. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye. Tạm biệt video mạnh na vô. Bye bye.